mê. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đồ tỳ giám bi tham ăn sa ra năng gây trả mê. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đồ tỳ giám bi sang khăn sa ra năng gây trả mê. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ tỳ giám bi bất thẳng sa ra năng gây trả mê. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ tỳ giám bi tham ăn sa ra năng gây trả mê. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ tỳ giám bi sang khăn sa ra năng gây trả mê. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Na di ba ta về ra mani sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học cô ấy tránh xa sự sát sanh. A đến na đa na về ra mani sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự trộm cắp. A rằm ma cha di gia về ra mani sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự thâm dâm. Ngũ sa qua đa về ra mani sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra da ma cha ba ma đa tha na về ra mani sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi. Vị ca lấp hồ cha na về ra mani sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự ăn sai giờ. Nạc cha ghi ta qua đi ta vi su ca đa sa na ma la dành tha vi lê ba na tha sa na măng đà na vi phu sa đa tha na về ra mani sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn. Xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm dời phân và đeo trạng hoa. Ua cha sa ya na ma ha sa ya na về ra mani sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y măng a khăn ga sa măng na ga tăng bồ tháp bà nhà tăng hù bồ sa thăng y mạnh cha đa tình y mạnh cha đi qua sang sậm mà đề qua a thi ra khi tâm sa ma đi gia ma. Chúng con xin thọ trì bát quan thế giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền. Hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch trong ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng ba đa phẳng xung qua ruột ta măng buộc thệ vô khá lý tàu đô sâu buộc thâu khá ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng thầm anh cha đu vi thăng và răng thầm mê vô khá lý tổ đô sô thầm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý
Phạm đến pháp bảo, cuối sinh pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đê hăng sẵn thanh cha điều ghi thoát tam ăn sẵn khê dơ khá ly tơ đổ sơ sẵn khô khá mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo, cúi tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thắng hiệp vàng, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát kê liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng đồ, nguyện thoát qua tai nước lửa binh. Nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasatha cha phum ma tha đệ và na ga me he chi ca bốn nhân nô anh nô mô đan thì chỉ rằng đã khan tu sa sa năng. Akasatha cha phum ma tha đệ và na ga me he chi ca bốn nhân nô anh nô mô đan thì chỉ rằng đã khan tu sa sa năng. Akasatha Akasatha cha phum ma tha đệ và na ga ma hệ thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc thanh tu nô ga ru. Akasatha cha phum ma tha đệ và na ga ma hệ thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc thanh Akayo Akasatha cha phum ma tha đệ và na ga ma hệ thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ ra khan tu ba ni nô. Akasatha cha phum ma tha đệ và na ga ma hệ thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng ra khan tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, con hành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã quan tâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Bình lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng.
Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng nhớ Nhật Quỳnh đắn tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Ngài Liễu Tông giải đáp những thắc mắc. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị chuẩn bị câu hỏi bằng những bàn tay và những câu chết chát ạ. Nam Mô Bích Thai giá. Nam Mô Bích Thai giá. Nam Mô Thầm Ma giá. Nam Mô Sân Kha giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa tham ma đề sa na ya cha na ga tha Ramma cha lo ka thi ba te sa ham ba te ka tan cha le an thi wa rang a ya cha ha san te tha sa ta ba ra cha pha cha ti ka de se tu tham mang a nu kam vi mang ba chang sa tham ma phe ri vi na yan cha ka yan su tan cha bam thang a thi tham ma cham mang A cơ ta dặn tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bơ tha nay dê ba đi xa và mạt chê. Phạm thiên vẫn ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời A nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang đạo pháp bốn. 40 năm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lĩnh lễ cung thỉnh Ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh và kính bạch Ngài. Lúc nãy Ngài Trí Đức đường truyền bị như thế nào, Ngài không trở vào đạo tràng được. Dạ bây giờ thì con kính nhân bích đến Ngài. Nam Mô Tha giá. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô Và Ra Hà Tô Sống Ma Sống Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô Và Ra Hà Tô Sống Ma Sống Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô Và Ra Hà Tô Sống Ma Sống Bồ Tát Sa. Nam mô Bích Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hèn Giả Kính Thưa Chư Cực Chư Nam Chư Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Đây cũng giống như mấy ngày trước hầm nó cúp điện thì chúng tôi đang nói mà quý vị thấy biến mất, tức là coi như là mất mạng. Nam mô Bích Thà giá. Dạ Nam Mô Bích Thà giá. Dạ con nghe âm thanh Ngài rất rõ. Dạ đạo tràng nghe âm thanh Ngài Liễu Tông có rõ không ạ? Dạ xin cho biết một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Thà giá. Dạ đạo tràng có nghe âm thanh Ngài Liễu Tông có rõ không? Dạ cảm ơn Như Quang. Dạ không biết quý vị có nghe được rõ không? Phạm Vượng và đạo tràng có nghe được âm thanh Ngài rõ không? Dạ kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ mấy bên này bên con đường truyền nó cũng té lên rớt xuống, ở Việt Nam cũng vậy bạch Ngài. Dạ con cũng nghe bên Cali thì cũng có đủ thứ chuyện hết. Dạ nên ngày nào còn được vào đạo tràng, còn được nghe lời quý sư giảng dạy là ngày đó còn được thấy có hạnh phúc. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị, mời bàn tay và mời
những câu chết chát Nhật Quỳnh sẽ đọc ạ. Dạ con không có thấy bàn tay của không có thấy câu hỏi. Dạ bạch ngài, có một người nhắn tin hỏi con cái câu này, con không biết trả lời với người đó như thế nào. Dạ con để con mở lời. Dạ người nhắn tin nói là với sự mong cầu có được phước báo là bạn đã tạo ác nghiệp cho bản thân. Hãy luôn làm với hạnh xả ly, bởi tu không phải để được gì mà để buông được gì. Dạ bạch ngài, có phải như vậy không bạch ngài? Mình vẫn làm những phước tiện, mình không được mong cầu gì hết. Nếu mình mong cầu tức là mình đã tạo ác nghiệp phải không bạch ngài? Dạ con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Phật Tha. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mà mình nói chuyện mong cầu phải hiểu cái tâm mình lúc đó nó có cái pháp gì ha. Mình làm nó không đúng mà mình mong cầu cho nó được này được nọ thì cái đó mình mới tạo nghiệp, bởi vì cái tâm đó là tâm tham. Nhưng mà mình làm được cái thiện pháp đúng mức rồi đó thì cái ước nguyện của mình á, mình gọi được gọi là nguyện ha. Tức là mình hướng dẫn cái thiện pháp mà mình đã tạo đó mà để cho nó có cơ hội nó trổ quả nha, đúng thời, chứ không phải giống như bình thường. Nếu mà mình không có để ý tới nó thì nó sẽ trổ quả phi thời. Thành ra cái quả phi thời nhiều khi đó mình không có có quan nghĩ cho lắm, bởi vì lý do là nó đã phi thời thì chắc chắn là nó không có phù hợp với cái điều mình mong ước. Bởi vì cái ước nguyện của mình á, nếu mình biết cách đó, nó trở thành cái ước nguyện ba la mật, tức là thiết thả ná ba la mi. Cái thứ hai, sự ước nguyện đó nó cũng làm cho mình có cơ hội để mình nghĩ tới cái phước thiện của mình làm. Mà khi mình nghĩ tới phước thiện của mình làm thì một trong 40 cái đề mục của thiền chỉ là niệm thí, là niệm, nghĩa là nghĩ tới những cái pháp mà mình đã bỏ ra. Còn trong trường hợp nếu mà mình không có nguyện gì hết đó, thì nó phi thời. Phi thời là như thế nào? Mình sanh vào thời có giáo pháp, có Đức Phật, mà trong khi cái tâm mình là tà kiến, mình theo những cái tôn giáo mà nó không có liên hệ gì tới những cái con đường mà mình có thể có được cái sự lết trong kiếp này kiếp sau và trở lại tối thượng. Thành ra cái chuyện mà mong cầu nó không có luôn phải là cái chuyện mà mình có thể bỏ qua. Bởi vì khi mà mình làm nó không đúng rồi đó thì chắc chắn là mình có mong cầu nó cũng không xong. Mà nếu mà mình làm đúng rồi, mình không cầu, không mong cầu á, nó vẫn cho quả, nhưng thường thường cái quả đó là quả phi thời. Thành ra thường đó, trong giáo pháp Đức Phật đó, chúng ta hay nghe các chị giảng sư chư tăng thân cận mình nói là khi mình làm xong đó thì mình cho mình và cho người, tức là nếu mà cho người chết đó thì là hồi hướng, mà cho người sống tức là mình báo, mình nói với họ những cái việc thiện mình làm để họ tùy hỷ phước báo với mình. Còn cho cá nhân mình đó, tức là mình có cái lời nguyện đó, mình hướng dẫn cái quả của nó, nếu mà có thể là quả nó phát sinh như thế nào. Thí dụ quả là để chấm dứt phiền não, chấm dứt ác pháp, hay là quả để có thể là có cơ hội để tạo thiện pháp tiếp tục rồi này kia ông chồng ha. Chứ còn bây giờ mình cứ tỉnh bờ đó, rồi có ngày mình cũng sẽ hối hận, giống như cái sự suy tư của mình. Thì quý vị muốn biết là như thế nào đó này, những cái đúng không đúng gì đó, quý vị vô coi cái bài kinh Phù Mỹ Xá Sô Tạ trong bộ kinh đó nha. Chúng tôi không nhớ tiếng Việt thầy Minh Châu thì như thế nào, hình như bài kinh Phù Di thì phải, kinh Phù Di. Quý vị vô đọc đó sẽ thấy coi như thế nào. Nếu mà mình không có vô nơi sổ mà nó chỉ cả đúng mức thì việc làm của mình thường là nó không có kết quả gì cả. Nam mô Phật Tha. Dạ dạ sa thú lành thai thành kính đảnh lễ tri ân những lời chỉ dạy của ngài.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay đạo tràng và cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con chưa thấy câu hỏi, cũng chưa thấy bàn tay. Dạ, Ngài cho con hỏi thêm một câu nữa ạ. Dạ, bạch Ngài, người thân con ở Việt Nam đi đến thì thấy thờ Xá Lợi rất là nhiều, Xá Lợi Phật rồi Xá Lợi A-la-hán vị này vị kia, thì cái người đó có hỏi con tại sao mà Xá Lợi nhiều như vậy mà lại cái viên ta to không à? Thì hỏi con thì con chỉ biết trả lời là chắc đó là Xá Lợi niềm tin, chứ còn nếu mà Xá Lợi thật thì chắc không có nhiều như vậy đâu. Mà tại vì Đức Phật hoặc những vị A-la-hán thì đã niết bàn đã có hơn 2.000 năm rồi, và nếu có Xá Lợi thì theo con được hiểu thì những viên ở nhỏ đằng này con thì con không có thấy, nhưng mà người thân của con đi thấy thì nói là như vậy, thì con nghĩ là như vậy, là con kính bạch Ngài, Ngài có thể giảng dạy thêm cho con hiểu. À, người ta còn nói với con một câu nữa là tại sao mình đạo Phật là mình phải nói sự thật, tại sao những cái đó chưa chắc là thật mà tại sao lại đưa lên như vậy để thờ như vậy này kia, thì con không biết trả lời sao luôn. Con mong Ngài chỉ dạy cho con để hiểu thêm vấn đề này, và có thể con gặp người này con có thể trả lời cho họ thêm một chút nữa ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Và con kính dân bích đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, Xá Lợi là cái vật rất là quý, chứ không phải dễ tìm như mình thường nghĩ hả? Thì nó nhớ hồi xưa những cái nước mà nó có thể nó chiến tranh với nhau tại vì một viên Xá Lợi của Đức Phật thôi. Mà bây giờ chúng ta có cơ hội tới nơi cũng chưa chắc đảnh lễ được. Thưa với quý vị gì đó, họ làm rất là cao, làm một tháp thờ rất là cao. Rồi trên tháp đó là thường nó có một cái tháp nhỏ bằng vàng để cái viên Xá Lợi đó, rất là cao. Ở Thái giờ không mấy chùa có tháp mà có thực sự có được biết là có Xá Lợi. Còn ở Miến Điện thì nó có ba chỗ tất cả là để thờ thóc của Đức Phật đó. Thì cái đó chắc chắn là mình cũng thấy như vậy đó. Quý vị thấy không? Họ bỏ tiền họ xây cái tháp cao vậy mà mình lấy cơ hội gì mà mình có Xá Lợi để mình thờ. Nhớ khen. Cái thứ hai, nếu trong trường hợp vì lý do gì mà cái tháp đó nó đổ là chư thiên người ta cung thỉnh về các cung trời người ta thờ, chứ người ta không để tới tay mình, bởi tới tay mình đó mình đem, nhiều khi mình cái cách thờ của mình đó nhiều khi nó là cái hình thức phỉ báng chứ không phải là giỡn. Thờ mình để trong nhà rồi cái mình đi tới lui không bao giờ kính trọng, nhiều khi nhậu nhạt say sưa rồi nó bậy nó bạ ngay ở phía dưới trong cái phòng mà ở trên đó, họ nói là thờ Xá Lợi mà ở dưới mình tào lao vậy đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là nguy hiểm chứ không phải không. Thành ra cái chuyện đó là có thể mình có đức tin cũng được, nhưng mà phải có một số cái căn cứ nào đó. Hồi xưa đó, chúng tôi nhớ là có một cái vị chúng tôi ở Thái á, thì cái chủ tịch cái hội liên hữu Phật giáo thế giới đó là bà đó là bà chị của ông vua, là bà làm chủ tịch. Thì mỗi năm mời tất cả chư tăng ngoại quốc tới để làm lễ trong cái ngày mà lễ Phật đản, lễ tam họp á. Thì cái bữa lúc đó có một cái vị sư hình như là ở không biết ở Âu Châu hay là ở đâu á, thì có lên nói với bà như vậy, nói là tôi, cái xứ tôi thì không, rất ít người bị hiểu biết Phật giáo, tôi có cơ hội tôi qua đây tôi học, rồi bây giờ tôi muốn về xứ để nghĩa là trao truyền những cái gì mà tôi học ở đây, nhưng mà tôi có, nếu mà có thể tôi request ở bà được là nếu có Xá Lợi cho tôi xin một viên Xá Lợi Đức Phật á, bây giờ tôi xây tháp thờ để giúp cho những cái dân ở cái xứ của tôi nó có đức tin.
và cười bạn ơi, nhưng sẽ lại đâu phải là học cơm học gạo đồ chơi đâu, muốn cho lúc nào cho à, nói vậy đó. Mấy cái đó là bảo vật của quốc gia của người ta, mà bây giờ mình tìm ở đâu ra đâu, mình có cả rổ thời thành không nên tin ha. Mình tin cái đó là không có nên, mình tin không khéo mình trở thành người nó tà tính là mệt lắm. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, ngài cho con hỏi thêm một cái thí dụ như bây giờ người nhà tới đó vậy, thấy người vậy đó, nhưng mà mình có nơi bái là mình tập công viên tập Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã cho con biết được tín hiệu. Dạ cô Nhật Quỳnh ơi, hồi nãy cô đặt câu đọc câu hỏi đó cô, là ở trong room con không biết mọi người như thế nào, nhưng mà con thì nghe chữ được chữ không mà. Dạ con không biết đạo tràng có nghe giống như con không ạ. Dạ con kính mời cô Nhật Quỳnh. Không nghe được hả? Dạ không nghe được. Dạ dạ con kính mời cô Nhật Quỳnh lên đọc lại câu hỏi nha cô. Hồi nãy cái câu hỏi của cô á, đạo tràng không có nghe được đó cô. Dạ con kính mời bàn tay của cô Nhật Quỳnh ạ. À. Cô Nhật Quỳnh, dạ đúng rồi, cô âm thanh của cô Nhật Quỳnh không, con không biết cô Nhật Quỳnh có nghe được âm thanh của con không ạ, cho con xin tín hiệu. Dạ trong khi chờ đợi, cảm ơn Xích Sài Gòn. Dạ trong khi chờ đợi cô Nhật Quỳnh, chắc cô Nhật Quỳnh bận rồi. Con kính mời đạo tràng ạ. À. Kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi trong giờ vấn đáp của ngài Liễu Tông ngày hôm nay ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Đạo tràng kính mời quý cô chú có những thắc mắc gì trong tuần thì mình có thể giơ tay hỏi với ngài, hay có thể chích chat trên màn hình và Nguyên Trang xin đọc cho ngài ạ. Dạ trong khi chờ đợi con cũng có một câu hỏi. Dạ con kính mời đạo tràng nha, nếu mà có câu hỏi thì con sẽ đọc. Dạ thưa ngài, nhân cái dịp mà lễ dân y nè ngài, khi mình dân giống như là thí dụ như mình dân mền hay mền đổ sư ngài, thì mình có cần phải cái màu á ngài, phải cái màu cái nào cho tăng là phải có cái màu, như là tụi con làm chủ lễ đó ngài, thì phải có cái một cái màu nào đúng chính xác không ngài, hay là mình có thể mua màu nào cũng được ngài? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể chỉ dạy cho chúng con ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bà Chê Tông này. Dạ kính thưa cho quý vị, âm thanh của con lên ra nghe cũng nhỏ quá. Thật sự ra cái dân y quan trọng là cái bộ y thôi. Bộ y là nhiều khi nó màu chính xác cũng không thể được, tại vì bây giờ họ nhuộm nó nhiều cách, nó không có
Ngay ra trong kinh điển Đức Phật cũng không có nói cái sự chính xác là như thế nào, nhưng mà Ngài cho một cái tiêu chuẩn là lấy cái da của con bò vàng á, da con bò làm tiêu chuẩn, thành ra có thể đậm hơn chút hoặc là lợt hơn chút. Thành ra quý vị thấy, nhưng mà bên Thái bên Quốc Điện là đậm hơn chút hoặc lợt hơn chút thì cũng không sao, ăn thua là mai là đúng điều, đúng này đúng nọ theo cái cách mà Đức Phật đã nói. Ngài Ananda thì dài cái y của chư Tăng đó, thì cái đó anh ấy. Thường thường ở Thái thì người ta kỹ lưỡng, là nhiều khi mình mua cái y mình dân làm để đi, người ta phải coi cho kỹ người ta mới ấy được, chứ không phải là lúc nào người ta cũng lấy, người ta không coi mà ta làm lễ đi được ha. Có những cái đôi món mà phụ tùng á, ví dụ mền hay này nọ rồi, thì cái đó nó không cần thiết, là nó phải đúng giống như cái màu y ha. Bởi cái đó mình đâu có mang ra ngoài đâu mà sợ ha. Không có cần phải đúng, nếu sao mà nó ông sư không có cái điều kiện để ông xài thôi, mình nhớ thì dân để cho ông sư có điều kiện xài, còn có những cái dân ông sư ông không có xài được thì cái đó màu gì đi nữa thì ông cũng đâu có xài ha. Nó ngoài cái y ra thì có những cái phần mà ta gọi đồ phụ tùng đó, học sinh dân y và tất cả món phụ tùng năng tịnh tài này kia gọi là món phụ tùng hết á. Thì cái món phụ tùng thì không sao, cái gì cũng được, nhưng mà dân y thì phải cái bộ y đó, nghĩa là lấy cái màu tiêu chuẩn là cái lưng con bò, bò vàng, bò của Ấn Độ đó, đậm hơn là hơn chốt cuông sao, nhưng mà mai thì phải cho đúng cách. Nó có 5 điều, 10 điều gì đó phải mai cho đúng cách. Nếu mà không đúng cách thì cái gì đó không thể làm cái y để làm lễ cái y được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú, dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều ạ. Dạ không biết âm thanh của con bây giờ nghe có lớn hơn hồi nãy không Ngài? Dạ. Dạ con thấy cô Nhật Quỳnh đã trở vào lại với đạo tràng. Dạ thưa cô, hồi nãy cái câu hỏi cô đặt các cô là hơi nhỏ hả, của con hơi nhỏ hả, rồi con mở lên. Hồi nãy cái câu hỏi của con, của cô đọc câu hỏi đó thì đạo tràng không có nghe được. Dạ bây giờ con kính mời bàn tay của cô nha cô, để cô tiếp tục đặt câu hỏi với Ngài nha cô. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang. Dạ thôi câu hỏi Nhật Bình bỏ qua đi, nhờ kính mời đạo tràng và mời Nguyên Trang và mời đạo tràng có thể xích Sài Gòn nữa nè, và có thể cầm mic hoặc là chết chát lên và mời đạo tràng. Nguyên Trang còn câu hỏi không, hỏi tiếp đi, tại vì lúc nãy Nhật Bình cầm mic mà có điện thoại đó, mà đường nét nay nó rất là yếu nên là nó chập chà chập chờn vậy đó. Nhà có lúc mà cầm mic cũng nghe cũng không rõ nữa, nên là nếu bị nào Nguyên Trang làm thị giả được cho Ngài và có những câu hỏi thì được. Quỳnh mời Nguyên Trang nha. Alo Nguyên Trang có câu hỏi không, hỏi tiếp đi. Nhà hỏi tiếp đi, rồi có, nếu có câu chết chát lên thì dạ đó Nhật Bình rất nữa nè. Dạ chưa có câu hỏi hả? Dạ chưa, nếu chưa có câu hỏi thì con xin hỏi lại cái câu hỏi của con là lúc nãy đó Ngài. Dạ Sài Gòn con nghe không? Dạ lúc nãy thì Ngài nói là xá lợi thì không có nhiều như vậy, và cũng không dễ gì mà mình được đảnh lễ xá lợi. Có những xá lợi, có xá lợi thì có những cái tháp rất là to, rất là lớn để thờ cái xá lợi, và nếu mà xá lợi cái tháp đó có chuyện gì thì chư thiên cũng cũng thỉnh xá lợi của Ngài đi về trên chư thiên. Thì con hỏi thí dụ như giống như hồi nãy câu hỏi của con là có những cái tháp mà thờ mà có nhiều vị xá lợi như vậy, nhiều viên xá lợi như vậy đó, rồi mình là một người Phật tử đó, rồi mình có nên mình lại mình đó mình đảnh lễ, mình cúng dường, rồi để mình giống như mình cứ
coi như là cái chung thì ai cũng nghĩ đó là xá lợi, thì rất là nhiều người đến để cúng dường đảnh lễ. Còn nếu mà bây giờ mà một người hiểu biết đó, đây là không phải là xá lợi của Đức Thế Tôn và những vị bậc A-la-hán, thì mình có nên đến đó để mình cũng tôn sùng, mình cũng đảnh lễ không bạch ngài? Và dạ, con kính nhân bích đến ngài chỉ dạy cho con ạ. Và dạ, kính chào vinh kinh mới vào đạo tràng. Tam mô Bồ Tát gia kinh và chư tôn hèn dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là nếu mình không có xua thì mình tới cũng được, không tới cũng được, nhưng mà chỉ sợ sau này đó mình biết đó, người ta nói cái đó là đồ không có phải đồ thật đồ gì, rồi cái tâm mình nó phiền não lúc cái gì sao chứ không có gì đó. Vì nên nhớ đó là thường thường hồi xưa đó là vua Dục mà khi mà ông gom góp, ông xây 84.000 cái bảo tháp ở khắp cải đó, sau này nó đâu còn gì đâu, nhưng mà thật sự ra đó chỉ còn một số mà các nước mà họ có đó, họ giờ tặng các nước kia nhau, cái nước nào mà nó có họ có xá lợi đó, mà họ nghĩ rằng có xá lợi, nghĩa là hoặc là mấy cái vị sư mà đã có một số cái điều kiện, ta có thể biết là thật sự đó là họ xe tá và thờ rất là cao. Và nó nhiều khi mình tới nơi đó là lại muốn mỏi mắt chỉ thấy cái chót táp thôi, chứ đâu có không có thấy xá lợi đâu có được, thấy không? Nhưng mà nếu mà những cái chỗ đó thì ít nhất là cái phần trăm của nó đó, nó cao, thì mình tới đó mình đảnh lễ rồi mình tụng cái bài mà liên quan tới đảnh lễ xá lợi đó. Cái bài kinh đó thì thật sự nó không phải là một bài kinh, nó là cái bài mà được thuyết bởi Đức Phật thì vậy, bởi vì nó nằm ở trong, tôi không nhớ, nằm trong tầng kia tương ưng gì đó, nó gọi là tha tụ ca thả, tha ca thả nó có 20 mấy câu gì đó, thì có giải thích rõ ràng là cái xương nào hay cái gì của Đức Phật như thế nào, nó có giải thích rất rõ ràng. Thành ra cái đó thì nó mình tìm cái bài kinh đó để mình đọc đi, rồi sau này đó thì mình tới cái chỗ đó thì mình có thể mình hiểu được, hoặc là mình biết cách để mình đảnh lễ Đức Phật rồi này kia đó. Thì cái đó thì nó có nhiều phước báo hơn là cái chỗ mình không biết. Dù là mình nghe là mình có thể lúc đầu mình tin mình tới nơi, nhưng mà mình thấy rồi về sau này cơ mình cái tâm mình nó có cái gì, hay là mình biết được cái đó không phải, thì lúc đó bao nhiêu chuyện ha. Thật sự đó, đa số bây giờ theo chúng tôi hiểu đó là xá lợi mà của những vị thánh thôi, nhưng mà nó mà thánh thì thánh mà thánh thời Đức Phật thì đâu có bao nhiêu gì có để lại xá lợi đâu, không có để. Tại đa số cái vị đó đó, nghĩa là hết từ thọ là họ ở nơi nào là họ tiếp bàn nơi đó, thì mà đa số thì họ thiêu xong hoặc là cái gì đó thì họ đâu có ấy, ngoại trừ những cái vị nào mà còn vào thời Đức Phật mà còn sống, mà cái vị đó mà được Đức Phật cho vào cái list nghĩa là tiên dương rồi đó, thì khi nào cái vị đó muốn niết bàn là phải tới đảnh lễ xin từ giả Đức Phật nha, xin từ giả Phật thứ thiệt có thần thông rồi này kia. Chứ còn nhiều quý vị a la hán mà thuộc loại sục hạ quý bạch sa cả đó, tức là a la hán tiền khô đó, mà ở trong rừng, Đức Phật thì ở trung tâm của Ấn Độ, còn cái gì đó mà ở biên giới Miến Điện với Bangladesh thì làm sao mà dùng thần thông hay đi bộ về từ giả Đức Phật được. Nhưng mà thường thường thì các vị giống như quý vị đế ngày Mục Kiền Liên, ngày Mốc Khanh La Ná hay là ngày Sariputta đó đều tới đảnh lễ xin với Đức Phật là sẽ niết bàn để tới đảnh lễ vậy đó. Thì một số cái nước bây giờ nó vẫn theo cái truyền thống đó đó, thì thường đó là ví dụ như bên Thái đó là họ có làm cái giống như một cái nghi thức để tới nhà vua với vị vua sải đó, là họ đi nhưng mà có biết đâu, biết để đi lúc nào đâu, về ai chỗ giờ là phàm tặng không. Nhưng mà khi mà vua nhận được cái thơ và nói cái vị đó qua đời đó, thì ngài sẽ gửi cho
cái cây đàn cày đó, trong cái tháp đó, để đem ra đốt cho cái gì kia. Thì khi trong lửa lấy cái đàn cày đó đốt xong rồi mang cái đó trả về cho hoàng cung làm vậy đó, đúng giống như thầy Đức Phật. Thì cái gì đó trước khi đi thì phải tới xin từ giả ngài đó. Thì ở đây cũng vậy, ông vua Thái cũng giống đây là cái người chủ cả nước đó, thành ra dân trong xứ đó nghe là cái dân mà thứ quan trọng hết, chứ còn thứ như mình thì khỏi đừng có lo. Muốn nước bàn là phải tới xin từ giả, nhưng mà làm sao biết được mình chết chỗ nào xin từ giả. Chết rồi học trò nó mới làm cái đơn, nó sơ trình cho ông vua làm cho vui thôi, chứ nó không có, nó không có đúng cái mức gì của nó đó. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ kính chào anh vừa đến với đạo tràng. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Giang Nhật Hà. Giang Nhật Hạ hay Giang Nhật Hà nha. Dạ nếu mà Nguyên Trang có đọc không đúng thì Nguyên Trang xin sám hối ạ. Dạ thưa sư, nếu con muốn cúng dường thuốc bổ cho các vị sư có được không? Làm sao chúng con biết được các vị sư cần vật gì ngoài y áo? Bởi vì sẽ có quá nhiều y áo trong dịp lễ dân y. Dạ cảm ơn đạo tre, đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ, để ngài trả lời câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự là mình muốn làm phước tới cái vị sư nào mà những cái vật mà cái gì đó cần thiết là mình phải xin thỉnh cầu trước. Mình thỉnh cầu với vị sư đó đó là con muốn cúng dường tứ vật dụng tới sư với cái giá bao nhiêu đó, và khi nào sư cần thì cho con biết, hay là cho con hay thì con sẽ tìm hay dân. Thì như vậy đó, thì lúc nào mà cần hoặc là mình gặp vị sư đó hỏi được, khi mình đã thỉnh cầu rồi đó, mà vị sư đó xả thú rồi đó, thì vị sư đó cần có thể hỏi mình. Còn nếu mà vị sư đó mà họ giữ giới khắt khe thì họ không hỏi thì mình hỏi thì được, hỏi thì vị đó mới trả lời được. Chứ ông sư mà không được Phật tử thỉnh cầu rồi đó mà mở miệng xin là không được. Hoặc là ông sư tự lại gặp Phật tử rồi cái mà họ chưa thỉnh cầu, có sự thỉnh cầu mình đó, là mình nói tới nói lui để cho người ta hiểu mình cần cái đó cũng không được. Mình nhớ ông sư là không có được mở miệng xin bất cứ chuyện gì, ngoại trừ những người đã thật có sự thỉnh cầu với mình. Cái thứ hai là cha mẹ hoặc anh nghe cùng huyết thống thôi, chơi nghĩa là anh ruột của mình thì được. Nhưng mà thí dụ như chị phải chị ruột chứ chị dâu cũng được, nếu mà tối đế mà xin là xin nhận vào đây ha. Chứ không phải là nhà sư muốn làm gì cũng được, không có được xin, không có được mở miệng gì đó. Nhà sư đi xin bằng thân chứ không có đi xin bằng miệng, nhớ chuyện đó. Bởi vì nó nhớ chuyện đó để khi nào muốn làm phước đó, nếu mà không có cái cơ hội đó, thì ở cái xứ, những cái xứ như Phật giáo truyền thống thì mình làm phước dễ. Là tại sao? Là mình lợi dụng cái giờ để bát đó, là mình để vô đó chai thuốc thì được. Nhưng mà còn nếu mà bình thường mà mình không biết thế nào đó thì tốt nhất nên thỉnh cầu vậy đó, để khi nào là mình tới ngày nào đó, ngày sinh nhật của mình hay ngày gì đó, mình dẫn bà già bà cụ hay ông già mình lên để làm phước đó, cái sẵn dịp cái mình ghé, ông ghé mình hỏi ngày cần cái gì, chúng ta con ghé để con dân ngày, thì ông ra ông nói được. Ví dụ như tôi nhất răng cần gì đó thì đó, mình đem lại mình dân được không sao, thấy không? Bởi phải có sự thỉnh cầu. Thường thường bên Thái hay bên bệnh viện á, họ có cái giống như cái tờ giấy đó, tờ giấy mà thỉnh cầu rồi đó, mà cái sự thỉnh cầu đó là nó rất tiện lợi cho ông sư. Ví dụ cái tờ giấy đó đề tên họ của mình, số điện thoại, xong xuôi rồi dưới câu là mình thỉnh con xin cúng dường ngài với tinh tài bao nhiêu đó.
thế cho tới giờ dụng, khi nào ngài cần xin cho con biết, hoặc là ngài có thể đi ra đưa ngoài tiền, họ sẽ liên lạc với con. Ví dụ vậy đó, thì người ta có cái giấy đó, người ta bỏ túi, khi nào ta cần cái gì đó, ta ra ngoài tiệm ta đưa nó, nhưng mà nhớ cái giá thì vậy thôi. Thì cái người chủ tiệm ta lấy cái đó là ta gọi thoại cho mình để xác nhận đó hay không, rồi họ mới lấy thuốc họ đưa cho mình, rồi mình xác thuốc mình đi về. Nhưng mà thường cái mấy cái đó là hơi đắt một chút á, thì người ta, ông sư cũng mới về chứ người ta mới có cái những làm những cái đó thôi. Còn như sư rồi sư đó họ mới qua đâu thỉnh cầu gì nhưng mà cũng không dám xin, thì bữa đó bị dớn mặt nó ngứa quá mà không biết làm sao, thì mới đi qua đi lại trước cái tiệm mà cái phòng maxi đó mà không dám vô, tại vì mình lúc đó mình nói tiếng Thái cũng vợ đi qua đó không dám vô. Thì họ biết liền à, thấy ông này đi qua lại chắc là muốn kiếm chuyện gì, họ rào hỏi liền à, hỏi cái mình nói tiếng Anh, mình cần cái thuốc mà nhỏ mắt à. Cái vô lấy họ dân liền ra kính cẩn là dân cho mình liền chứ không có ấy, dân liền à, mình thấy dây miếng điện nó đỡ đó đó, mình đi vô đó là mình nghĩa là họ lên tiếng trước, nói là cần gì thì mình, nếu mà những cái người mà mình biết là Phật tử mà họ có sự thỉnh cầu thì mình trả lời đó, còn nếu không thì mình đại khái là mình có cách đem cho họ biết là mình cần cái gì. Đó. Nhưng mà thường chư tăng này không có được lên tiếng, bởi vì nên nhớ đi ôm mịch bát đi như vậy, là phải dùng cái thân mình để đi xin chứ không phải dùng cái miệng ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu Giang Nhật Hạ đã kính tri ân ngài ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Kính chào chú Kinh. Chú Kinh có câu hỏi không ạ? Dạ Nguyên Trang kính mời chú. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Không biết là dạ sa thú, dạ con kính gửi mic lại cho chú ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tham Ma, nam mô Sa Ngài. Kính lễ Thượng Tọa Lưu Tông, kính lễ chư Tôn Đức Tăng và thần chào tất cả quý vị. Thấy Nguyên Trang réo quá. Kính thưa Thượng Tọa Lưu Tông, vậy sẵn vấn đề hôm nay con muốn hỏi gì sư về vấn đề mà những về Tam Tạng kinh điển đó thôi sư. Thì mình được biết là có 84.000 pháp quẩn, mà có 2.000 pháp quẩn là do những vị trưởng lão thuyết. Chẳng hạn như ngài Sariputta, chẳng hạn vân. Thì như vậy tất cả là 84.000 pháp quẩn, thì nhưng mà riêng tạng luận đó thôi sư có 42.000 pháp quẩn. Thì trong 42.000 nó có cái bộ kinh mà cái bộ mà Ca Thâu Bố, thì cái đó nói là do ngài mà Moggallana Buddha ngày này viết bài đó sau này, chứ nó không phải nằm trong bộ tạng. Thì như vậy thì nó thiếu, thì những vấn đề đó thì theo giáo sư thì mình phải nên hiểu như thế nào để gọi là đủ 84.000 pháp quẩn, trong khi cái bộ mà mắc cái bộ mà kêu Việt Nam mình dịch kêu là những điểm dị biệt đó, cái thao quách thú đó, thì nó không phải là chánh tạng. Thì vấn đề này con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái quyển Ca Thảo Quách Thụ đó, cái bộ Ca Thảo Thụ do Đức Phật thuyết chứ không phải do ai cả. Tại sao chúng tôi quả quyết là do Đức Phật thuyết? Tại vì trước kết tập Tam Tạng lần thứ nhất cho tới kết tập Tam Tạng lần cuối cùng, trong 6 lần kết tập Tam Tạng đó, họ đều tuyên ngôn hết ra những gì Đức Phật thuyết đã được có từ cái lần kết tập lần thứ nhất, vẫn giữ y nguyên mà không sửa đổi, không thêm bớt. Thì bây giờ đó, tại sao có một số người họ cho rằng cái quyển đó không phải của Đức Phật thuyết ra? Tại vì cái cách hành trì văn trong đó đó, nó không giống như những cái quyển khác. Mình nhớ cái cách hành văn không giống những quyển khác. Thành ra một số cái vị mà trưởng lão đó cho rằng ngài thuyết cái cách ngài thuyết đó, người đời sau khó hiểu, thành ra tới cái lần thứ ba là ngài Moggallana đó sắp xếp lại để cho đọc cho dễ hiểu, dựa vào một số cái điều kiện xảy ra sau này,
ngài chỉ sắp xếp lại thôi chứ ngài không có thêm bớt gì cả, là nhớ chuyện đó. Bởi vì khi mà nấu mà nói chứ những cái bậc mà cái tập tâm tạo này nhất lần hai lần thứ ba toàn là bậc A La Hán không, mà khi người ta nói là như thế nào là y chang như thế đó, không có sửa không thêm không bớt, thì người ta chắc chắn là người ta phải giữ lửa là một, thứ hai cái gì đó là những cái gì mà kính trọng Đức Phật, còn hơn cái mạng sống của họ thì làm cho họ có thể họ thêm bớt hay họ sửa họ giết thêm, cái điện đó không có đâu. Ngài chỉ nghĩa là sắp xếp lại cho nó dễ hiểu theo cái ngôn ngữ đời thường, cái thời giàu và cái thời cái tập tâm tạng lần thứ ba đó thôi, nhưng cái quyển đó vẫn do Đức Phật thuyết như thường. Nam mô Bích Thầy. Dạ sao thấu sao thấu, dạ kính trường thượng tử tông. Nhưng mà cái vấn đề này tôi cũng thấy rất là nhiều sách là do ngài Moggallana viết thôi chứ không phải do lời Đức Phật, và người ta xác định như vậy thì không hiểu người gì căn cứ vào cái chỗ nào người ta xác định cái đó không phải lời Đức Phật và được tách ra khỏi cái bộ luận. Con cũng thỉnh sư Quan Nghị giải thích thêm chút xíu ạ. Nam mô Bố Thầy, gia kính bạch chư tôn, gia kính thưa chư quý vị. Thường thường tại những mấy ông học giả thì ông nói vậy chứ thứ học thiệt họ không có nói đâu. Chúng tôi hồi xưa đó, hồi bên đây là hồi trước khi chúng tôi được Thái, chúng tôi đã đọc được cái điều đó. Thành là khi chúng tôi qua đó đó, chúng tôi khi mà chúng tôi học xong rồi nói tiếng Thái khá, chúng tôi lên cái quát cái chùa gọi là Quát Tham Ô đó, thì cái vị đó là ngài Thamanantha đó, cái vị đó rất là giỏi, của người Miến Điện mà qua lập cái chùa Miến Điện đầu tiên ở trên Chân Quạch Long Bang đó. Chúng tôi hỏi ngài, ngài cũng xác nhận là cái đó Đức Phật thuyết chứ không có phải là của ngài kia. Thì những cái người mà sau này nói ra là không phải những cái bậc học giả của Phật giáo. Quý vị không tin thì quý vị cứ tìm những cái gì nào mà giỏi, ví dụ Tam Tạng Quán Sư Vấn Điện gì nào rảnh đi vô hỏi thì họ sẽ trả lời như thế nào. Họ trả lời cho biết là có phải Đức Phật thuyết hay không. Chứ còn cái chuyện mà đa số mấy cái ông học giả mà chứ không phải học thiệt thì cứ nói cho hoài, mà nói mà họ không có nêu được bằng chứng như thế nào, họ nói cho hoài thôi, nói rồi còn gán ghép cho ngày mốt hành li bồ tít xà thế đó. Quý vị không tin thì quý vị cứ lật cái tuyên ngôn đầu tiên của lần kết tập tâm thạng lần thứ ba do ngày mốt hành li bồ tít xà thế đó, đó ngày làm thế coi có cái câu mà từ dẫn tuyên ngôn là bao nhiêu lời dạy của Đức Phật được giữ không có thêm và không có bớt. Nam mô Bích Thầy. Dạ sao thấu sao thấu, kính trên thượng tọa Lưu Tâm đã làm sáng tỏ vấn đề này. Vấn đề này cũng đã rất là nhiều vị người ta khẳng định là như vậy, từ nay con cũng sẵn dịp con đưa lên cùng thỉnh sư giải thích thêm chút xíu này đó. Và cũng trong cái vấn đề mà về Tam Tạng Pháp Bảo đó, thưa sư, ta nói hồi xưa Đức Phật thuyết bằng ngôn ngữ Magathi, có người nói là Đức Phật thuyết bằng ngôn ngữ mà kiểu như là Sakadiruti, không biết loại ngôn ngữ gì, người ta nói là ngôn ngữ riêng cho quần chúng sao đó. Thì cái ngôn ngữ Magathi này có phải là Bali bây giờ mình xài không, hay có một số vị người ta nói là nó không phải cái Bali sau này như vậy thôi. Và trong một số cái sách người ta nói rằng nếu mà ai mà chuyển cái kinh mà từ Bali mà chuyển sang Sanskrit đó, thì Đức Phật nói là những vị đó sẽ bị phạm vào cái tội Dukkata, tội tác ác. Thì giờ mình chuyển qua tiếng Việt thì sao? Dạ, vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Nghị giải thích ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn, hiền giả kính thưa chư quý vị. Vào thời Đức Phật thì có hai cái vị tỳ kheo thực tình từ cái tôn giáo Bà La Môn qua xin ngài là cho chuyển sang dịch sang. Nghĩa là giống như cái bộ thứ hai vậy đó, bằng tiếng Sanskrit. Thì Đức Phật cấm và Đức Phật phạt là chư tăng từ đó ai làm vậy thì phạm tội tác ác. Thì bây giờ hỏi cái ngôn ngữ Magathi đó là phải ngôn ngữ Bali không? Ngôn ngữ Magathi là ngôn ngữ Bali. Bali là tại sao? Thường cái ngôn ngữ thì dầu rằng cái ngôn ngữ là ngôn ngữ của bậc thiện trí giống như Đức Phật thuyết thì nữa, nhưng mà nó vẫn có thể thay đổi do cái điều kiện mà người đời đọc vô mà không có cái luật nào vững chắc.
không có được nợ những chất. Thành ra tới khoảng mà sau những lần cái tập tâm tạng rồi thì các nhà mà về ngôn ngữ học đó, cái ngày ngôn ngữ học đó, họ mới nghĩa là làm lại một số cái điều kiện về dân phạm đó. Nó phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy rồi. Họ dùng cái những cái điều kiện liên quan tới dân phạm để viết cái bộ tâm tạng đó. Chứ cái tên của cái ngôn ngữ gọi là Pali, nhưng mà họ định nghĩa đàng hoàng để cho mình hiểu là Pali là gì. Là Pali là chứ mình đọc đi cho thật sự tiếng của nó là Pali ha. Ha. Tức là bút thá quá trà năng Pali ti trị Pali. Ngôn ngữ này là ngôn ngữ bảo vệ duy trì cái lời dạy của Đức Phật. Ha. Đó. Anh là Bali. Nhưng mà bây giờ hỏi cái ngôn ngữ mà mình đang xài gọi là Bali nó có giống Ma Thi không? Về phương diện phát âm, về phương diện gì viết thì nó giống nhau, giống 100%. Nhưng mà những cái điều kiện về dân phạm đó là do các nhà sau này họ lấy giáo hòa như mình đọc, quý vị nào học cái dân phạm về Bali sẽ thấy đó. Đó, để làm cho nó đừng có thay đổi nhiều ha. Nó lạc chứ không phải thay đổi, đừng có xe lạc. Mà bây giờ đó theo cái những cái một số cái gì cái nó gọi là kiểm tra dân số của Ấn Độ đó, thì bây giờ tại cái thành phố mà Varanasi đó còn khoảng 11 tới 12 triệu người nói được tiếng Marathi hay là tiếng Bali. Quý vị nào không tin cái tiếng đó, tiếng Bali với tiếng Marathi ấy đó, quý vị cái sách cái bản nào cũng được, bản kinh nào cũng được, ví dụ Thâm Ma Chặt Cặp Bờ Quách Tánh Á hay là bản A thì đó. Quý vị tới đó biểu người ta tụng theo tiếng Bali thì có họ tụng như thế nào, những cái người mà ở cái phương Varanasi đó khoảng 11 12 triệu người bây giờ đó, họ tụng y chang giống như là chư tăng có thể làm cái điện tụng giống như vậy đó. Còn cái chuyện mà mình dịch sang tiếng Việt, mình nên nhớ về dịch để hiểu chứ không phải dịch để coi cái đó là bộ tam tạng. Thế cái ngôn ngữ của Đức Phật, nên nhớ chuyện đó. Một dân của Thái không dịch ra tiếng Thái, Miếng Điện dịch để hiểu cái lời dạy của Đức Phật. Tại vì đa số là cái ngôn ngữ đó là một cái loại ngoại ngữ, nó không phải là tiếng Miếng Điện, không phải tiếng Thái, không phải tiếng Việt Nam. Thành ra khi mình học cái Bali cho nó, cái lúc đầu giống như mình mới qua đầu qua đây thì mình cũng phải học kèm theo tiếng Việt để mình nói một câu vừa Việt vừa Ấn Lê chứ làm sao nói cho giỏi được. Thì cái đó là dịch, mà nhớ dịch ra đó là để hiểu được đó, nhưng mà khi tụng là cũng phải tụng Bali hết á, hay là tụng tiếng Ma hết á. Thành ra nếu mà quý vị nào mà có quen mấy vị sư mà ngoài quốc mà học cái ngôn ngữ đó thì người ta vẫn để là dịch từ tiếng Thái sang ngôn ngữ Marathi, chứ người ta không có dịch là từ tiếng Thái ra tiếng Bali, không có. Bởi vì tiếng Bali là cái loại ngôn ngữ Marathi mà được nghĩa là điều chỉnh bằng cái văn phạm để cho nó đừng có sai lạc giống như cái ngôn ngữ mà ở Varanasi người ta xài bây giờ. Bây giờ nhưng mà đọc được cái loại Marathi 12 triệu người đó thì họ nói vẫn theo cái ngôn ngữ bình thường thôi, chứ còn nếu mà nói là phải có quý phách đồ này kia ông chồng này kia ông chồng nhiều thì họ cũng nói trật như thường, trật cái âm chỗ đó như thường chứ không đồng. Nam mô Bích Thà dạ. Dạ, xa thú, dạ, kính trường thường tội lưu tâm. Dạ, nhưng mà con cũng xin hỏi sư về vấn đề ngôn ngữ mà thời Đức Phật, tại sao không có chữ viết thôi sư? Lúc đó là thời vua chúa, thời đó Đức Phật cũng là được gọi là lúc còn Bồ Tát là văn võ song toàn mà. Thì bây giờ cái chữ viết mà thời đó có một số vị người ta nói có, mà không hiểu tại sao mà có bây giờ người ta nói là thời đó không có chữ viết. Thì trên cái căn cứ nào mà nói rằng là không có chữ viết, mà trong khi đó một số vị sư nói cho con biết là vẫn có nhưng mà Đức Phật không sử dụng. Thì vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích ạ. Nam mô Bích Thà dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Cái ngôn cái thứ nào nó cũng có cái chữ viết của nó đó, nhưng mà thường thường cái ngôn ngữ bên là cái ngôn ngữ mà Bali đó là cái giống như âm ngữ, nó có một số cái điều kiện mà chào thời Đức Phật vừa hoặc tới về sau này đó, cho tới lần cái tập đàn thứ ba đó, người ta chỉ dùng cái âm ngữ để người ta hiểu, người ta học hiểu với nhau mà để người ta thuộc lòng thôi. Bởi vì khi mà mình viết ra đó thì trước sau thì sự sai lạc hoặc thay đổi.
Thành ra nhờ vào cái âm ngữ đó mà khi mà nó qua Miến Điện, nó viết theo tiếng Miến Điện được, qua Thái viết theo tiếng Thái được, rồi qua Việt Nam viết theo rồi tiếng Lưu Măng của Việt Nam được. Còn nếu hồi xưa mà ngài dùng cái gạch tới gạch lui cái kiểu mà ngôn ngữ của Ấn Độ bây giờ đó, tới chừng qua đây mà muốn tìm một cái những cái alphabet mà cho nó chính xác đó, rất là khó. Thành ra quý vị để ý là như Thái Quang Sư Quân Điện đó, hoặc Sư Tích Lan ba ông ngồi tụng có những cái chữ vẫn khác như thường, cái âm khác chứ không phải cái chữ nó khác, người ta hiểu nghĩa giống nhau nhưng mà cái âm nó vẫn khác như thường đó, bởi vì có những cái âm mà người Thái nó không có, hay là cái âm đó Miến Điện nó không có. Thành ra quý vị để ví dụ như bây giờ đó, ví dụ như chữ ca của mình đó, thì nó đọc thành chữ ca của Thái nó khác, đọc thành chữ ca của Miến Điện nó khác đó. Nó khác ra. Hoặc là chữ Thái thì nó không có chữ nhờ, tức là chữ N ở trên có dấu ngã đó, mà nó đọc thành chữ giống như chữ Y hết đó. Đó. Nhưng mà chữ Y đó nếu mà mình viết theo cái ngôn ngữ mà cái thi nó khác, mà viết theo ngôn ngữ của Thái khác, viết theo ấy ra, nhưng mà cái nghĩa nó giống nhau, là nó đó là lý do tại sao vào thời Đức Phật người ta dùng cái âm ngữ thay thế cho những cái danh từ cái lối chữ viết giống như mình viết bây giờ, vẫn có chứ không phải không có, người ta dùng người ta cơm miếng khay với nhau mà, chứ đâu phải gặp nhau, bởi vì cái lối mà âm ngữ đó nó tiện lợi nhiều cái lắm. Ví dụ như quý vị thấy con cẩu của Tây mà nó gặp con cẩu của Mỹ đó, nó cười là nó biết chuyện gì xảy ra liền. Còn bây giờ mà phải múa tay múa chân viết, nhiều khi là dùng viết cái viết ra rồi Tây động đường Mỹ động ngã, bao nhiêu chuyện sao, mà nó dùng cái âm ngữ nó dần tốt hơn nhiều. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ, sao thú, dạ, kính trân từ tòa lưỡi tông. Dạ, vấn đề này rất rối trong cái về vấn đề ngôn ngữ học. Thì là Đức Phật đã biết trước cái chuyện này và đã để cho ngài Ananda làm thị giả ngài, để mình có một bộ nhớ là siêu phàm, nó nhớ được toàn bộ kinh điển. Thì sẵn cái vấn đề âm tạng này, con được đọc một số sách người ta nói rằng chỉ có hai tạng thôi chứ không có ba tạng thôi, tức là tạng kinh, tạng luật thôi. Còn cái tạng luận thì là Đức Phật chỉ thuyết về cái Matika thôi, là thuyết về những cái mẫu đề thôi, chứ không có như bây giờ. Bây giờ là do sau này người ta từ cái Matika đó người ta mới biên soạn lại. Thì vấn đề này con cũng thỉnh sư Quang Nghĩ giải thích như thế nào. Nam mô Bổn Thầy. Gia kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, khi ngài lên cung trời ngài thiết, nếu mình xuống đây mình ghi lại cái bộ đó thì không thể nào mà có đủ chỗ để mà ghi đó. Đức Phật lên đó ngài thuyết theo chú giải đó, mình nói một âm thì ngài nói được 128 âm. Thì quý vị biết là ngài viết ngài thuyết trên đó như thế nào. Rồi theo chú giải cái này tôi nói thì chúng tôi nói thì rồi ngài là thân người mà, hay là ngày nào ngài cũng phải đi trì bình đúng 24 tiếng hồi đình. Thì sẵn dịp ngài ghé cái hồ ở trên ấy đó, hồ Anotata đó, thì cái sở Diệu Tạ mới lên thì ngài mới tóm tắt mấy chục giây rồi thuyết cái gì mấy gì rồi thuyết gì. Thì nó nói cái bộ mà thường ở dưới đất mà xài là do cái trí nhớ của ngài Sariputta, nhưng mà chúng tôi không có tin. Và nói vậy thì nói cần có một phần đúng chứ mà nói hoàn toàn thì chúng tôi không có tin hoàn toàn. Là tại sao? Bởi vì nên nhớ là ngài Ananda đó 20 năm sau ngài mới làm thị giả cho Đức Phật, nên nhớ chuyện đó. Và trong thời gian Đức Phật lên cung trời thuyết pháp, ngài Ananda cũng chưa làm thị giả, mà chính miệng ngài Ananda nói là 82.000 pháp quẩn tôi nghe từ miệng Đức Phật, thì Đức Phật không dạy gì pháp ở dưới này thì dạy ở đâu? Vì thấy rõ ràng chưa? Nếu không dạy đâu? Đó. Mà nếu nói đúng mức là nghĩa là loan lỏi những cái thực tính pháp thuộc di pháp đó từ bài kinh đầu tiên kìa, bài Tam Ma Chặt Cặp Bà Quá Na Nát Sửa Tả đó, nghe. Thì quý vị đọc coi cái thực tinh pháp trong đó đó, cái cốt trong đó đó, thì rõ ràng từ trong di pháp ra chứ không thể đậu đó. Nhưng mà lúc đầu là những cái bậc đó là cái bậc thứ thiệt, ủng cái tỷ tinh nhu,
thành ra người ta nghe cái đó người ta hiểu được cái diệu pháp. Còn mình bây giờ đó là mình phải học diệu pháp để mình hiểu kinh điển nó sâu sắc. Hai cái nó rất khác nhau rất là xa. Tại vì khi mà viết ra chữ in thành sách là để dạy cho những cái hạng phàm vô dân phàm phu như mình, chẳng phải ngày xưa đó. Nếu gọi ngày thì sở đi phụ tạ đó, ngày có tới ngồi trong lớp học như mình không, đâu có, thấy không? Mà không không thấy chỗ nào nói là ngài Ananda ghi xuống sách vở hay ngài Sarvastivada hay là bậc thánh là chưa ghi, không có. Ta dùng cái đầu ta nhớ, bởi vì nhớ cái đầu như vậy đó thành ra kinh điển nó mới không sai lạc. Thành ra cho tới bắt đầu khi mà viết xuống rồi đó là bắt đầu kinh điển có sai lạc. Tại vì khi mà viết xuống viết ở đâu, nếu mà viết ở Ấn Độ thì qua Tích Lan nó khác rồi, nó có sai lạc rồi. Mà từ Tích La mà gửi phải đoàn đi qua Miếng Điện viết là nó cũng sai lạc rồi. Sai lạc cái âm bị hai cái âm cái ngôn ngữ nó khác nhau nhiều. Mà thiền qua Cầu qua Thái rồi thiền qua Việt Nam nó sai rất là xa là như vậy đó. Thấy không? Nó sai rất là xa. Thành ra có nhiều cái, tại vì chúng tôi có dịp đi dạy quốc gia về Phật giáo ra chúng tôi mới thấy cái sự, nếu mà viết từ đầu là còn sai xa hơn nữa. Ví dụ như mình đọc theo tiếng Roman đó, mình nói Nam Mô Tạch Xạ, nhưng mà chữ S của Thái nó không có, Y của Miếng Điện không có. Thì nói quý vị để nghe ông sư Miếng Điện là Nam Mô Tạch Tạ ha, rồi Phá Ga Qua Tô A Ra Hạ Tô Sấm Ma Sấm Bố Tạch Tạ, chứ nó không có chữ Tạch Xạ được, nó không có chữ S đó. nhưng mà nó đọc theo cái kiểu nó, nhưng nó vẫn hiểu hiểu cái nghĩa theo cái nghĩa của Bali, chứ không phải là nghe rồi hiểu sai, không có hiểu nghĩa Bali như thường đó. Còn Thái Lan cũng vậy, nó có những cái chữ mình không có cái âm đó là làm sao làm được đó. Thành ra mình phải thông cảm cho mấy cái nhà mà làm ngôn, nghĩa là kết tập tâm thạng này kia nó bao nhiêu chuyện đó, chứ không phải là dễ như mình tưởng đâu để duy trì được cái bộ tâm tạng tới bây giờ đó. Rồi tới cái lúc bây giờ đó, đa số thì mình cái ngôn ngữ của mình không có được được giỏi về ngôn ngữ Magathi đó, thành ra mình học nó từ ngày nó càng sai sai xa rất nhiều. Bởi vì nội văn phạm không, văn phạm Bali không có gì biết, học 10 năm chưa xong á văn phạm không á. Đa số là chư tăng bây giờ đa số là học cái basic mà thôi, cái còn cái intermediate hoặc cái advanced nó thiền thường mấy cái gì mà tứ thiệt người ta mới học, cái dụng tâm tạng pháp sư hay là những cái gì tu lòng một tạng hai tạng ta mới học cái loại đó. Thành ra những cái gì đó người ta đi người ta gặp nhau, người ta những cái buổi họp của chư tăng ở thế giới người ta vẫn còn nói được tiếng Bali như thường, tiếng Marathi đó, người ta đối thoại nhau bằng cái ngôn ngữ đó như thường. Còn mình bây giờ thì mình nghe xong rồi mình ngồi mình cái cười thôi chứ đâu có biết được mà nói lại. Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, thưa sư, thưa dạ, kính chào thượng tọa Lễ Tông. Nếu quý vị nào có câu hỏi cứ đưa lên nha, cứ đưa lên nha. Trong khi chờ đợi, có ai suy nghĩ gì đó đặt câu hỏi là, thì sẵn cái vấn đề ngôn ngữ này, con được biết là có một số vị người ta nói rằng tiếng Bali là tiếng ngôn ngữ của những vị trời luôn, tức là những vị trời dục giới ta sử dụng bằng cái tiếng Bali. Thì người ta đã ở một cảnh giới hoàn toàn khác xa, thì làm sao mà ta sử dụng cái ngôn ngữ của cái trái đất này luôn sư? À, thì mình căn cứ vào chỗ nào để mình xác định được những vị phạm, những vị chư thiên người ta nói bằng cái tiếng Bali? À, theo như sư trong có những sử liệu nào nói vấn đề đó không ạ? Dạ, con tôn thỉnh sư ạ. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, kinh bạch chư tôn hiện dạ, kinh thưa chư quý vị. Bởi cái ngôn ngữ Bali bắt nguồn từ đâu, nó gọi là mu lá pha xả. Mu lá pha xả tức là bắt đầu từ đầu á. Mà ngôn ngữ từ đầu là do ai nói ra, bởi vì cái xã hội này vô thể vô chung, mình đồng ý trong đó. Nhưng mà cái ngôn ngữ đầu tiên được người nói ra tức là Phạm Thiên. Bởi vì cái anh Phạm Thiên anh xuống đi chơi, cái anh ghé anh làm gì đâu không biết mà anh quá xanh lên thành người ra, cái ngôn ngữ đầu tiên của anh là ngôn ngữ Bali, nó hay là đó, tức là mu lá pha xả. Thành ra khi mà truyền như vậy đó thì nghĩa là cái này một số chú giải đề cập tới là ngay cả đứa nhỏ mà nó mới đẻ ra mình quăng vô rừng thì nó vẫn có thể nó khơ miếu đi khi do tất cả những các loại chúng sanh ở gần nó, chứ không phải không đó.
thành ra cái ngôn ngữ mà mu la pha sản thì nó là dựa vào cái âm thanh mà thôi, chứ không có dựa vào cái như bây giờ mình viết ra nó mới khó thôi. Nó thành ra cái ngôn ngữ đó, đó ngôn ngữ bắt đầu từ ấy là ngôn ngữ từ Phạm Thiên đi xuống nha. Mà khi mà Phạm Thiên nó thường thường là mấy cái vị mà ở trên trời đó cũng vậy, khi mà họ học, họ không học mà họ sanh về cái đó đó thì cái basic, cái điều kiện của họ là cái âm thanh đó thì nó có cái nghĩa là cái hình thái giống như cái ngôn ngữ Marathi vậy đó. Thành ra người ta mới nói là cả tam giới này đều nói ngôn ngữ đó, mà bây giờ chúng ta có thể chứng minh được chứ không phải không. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú số mấy đó chúng tôi không nhớ, mà bốn cái anh ở địa ngục trên anh trồi lên anh nói là đú sụ na sổ đó nó thành cái câu kinh Pháp Cú đó, thì nó nói tiếng Bali cho nói tiếng gì ngang. Rồi bây giờ hỏi Phạm Thiên nói tiếng Bali được không, cái ông Phạm Thiên xuống ông thỉnh Đức Phật thuyết pháp ông nói tiếng gì nghe không, hỏi rồi chư Thiên nói tiếng Bali được không, ai nó phâu sặc thề qua đó thấy không, ông xuống thỉnh Đức Phật thuyết pháp thuyết bài kinh thấy chưa, sao phải đâu đó. Rồi mấy ông chư thiên ở trong rừng quậy, mấy ông sư về gặp Đức Phật, Đức Phật dạy cho bài kinh Karani đó, thì mấy ông lại ông tụng bài Karani, mấy ông chư thiên mát mẻ quá trời không thấy à. Nghĩa là tam giới ba cõi vẫn nói được tiếng Bali chứ chẳng phải là cộng đó, chứng minh rõ ràng đó. Chư thiên cõi dục giới xuống thỉnh Đức Phật thuyết pháp qua cái bài bàn tam pháp an lành đó. Rồi Phạm Thiên là đầu tiên, hồi nãy cô Nhật Quỳnh cô lập lại bài của Phạm Thiên đó, sợm ba đi năn nỉ Đức Phật đó, thấy không. Rồi cô Nhật Quỳnh ngày nào cũng nói tiếng Bali để thỉnh mấy ông sư lên thuyết pháp không thấy à. Nhưng mà Quỳnh nói không nói tiếng Bali sẽ được năm một với tài vậy. Dạ, xà thứ, dạ, kính chân tuyệt vời biết bao. Dạ, giờ cô Nhật Quỳnh có nói chuyện được với Phạm Thiên rồi, chứ Chư Thiên rồi, dạ, mời cô Nhật Quỳnh nha. Dạ, cảm ơn Quỳnh Kình nãy giờ đã đặt những câu hỏi rất là hay. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha, dạ. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn cùng Chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bạch ngài, do câu hỏi của Minh Kinh con tới máy con nghe được ngài trả lời thì con rất là hoan hỷ, nhưng mà con có câu hỏi nó cũng quanh cái chữ Bali đó bạch ngài. Thì cái có người người ta nói với con này nè, mình người Việt Nam mình chết mà tụng kinh Bali làm sao mình nghe được. À, thì ngài giải thích giùm con cái câu này, câu người ta nói như vậy thì mình phải hiểu như thế nào bạch ngài. Và dạ, con kính nhân minh đến ngài. Nam mô Bích Thai, dạ. Nam mô Bích Thai, dạ, kính bạch chư tôn hiền, dạ, kính thưa chư quý vị, khi mình tắt thở một sát na thôi là mình thành người mới rồi. Thấy không, thành ra tụng cho người mới chứ mình không có tụng cho người cũ được. Người cũ chứ bây giờ còn cái xác mà nghe gì nữa, còn cái tứ đại mà làm sao không nghe được. Nên nhớ gì đó, cái thứ hai nữa đó là khi mình sanh vào cái cõi đó từ xưa tới giờ chứ không phải không, có ngạ quỷ đi đó. Ông vua Bình Sa đó, ông nói câu gì mà ngạ quỷ nhận được vậy? Ông đâu nói tiếng Ấn Độ đâu, cũng nói tiếng Marathi. Y đang nô nhà thì đang hổ tù xuống người ta hổ tù nhà thì vô nó nghe nó hiểu liền, chứ cùng mình làm bộ mình không hiểu, tại vì mình còn thở chứ mình hết thở rồi mình hiểu cho biết. Mà nó thở thì mình cũng hiểu dữ người ta rồi đó. Mình sanh vào cõi nào thì nó cũng có một số chuyện để nói thôi chứ không ấy đâu. Thành ra chư Phật thì ngài là ngài cũng biết, mấy ông chư thiên nghe tiếng Bali thì ngài mới lên đó, mà ngài mới cù sa la thăm ma rồi, chứ còn nếu mà mình ở dưới này mà mình nghe là mình ngó thôi, chứ còn là lên đó ngài tụng đó là chuyện người ta hiểu liền. À, mấy ông chư thiên ngồi xung quanh cũng lắng nghe cũng hiểu liền. À, đó. Còn lâu lâu mà quý vị để mấy cái gì mà A La Hán thứ thiệt hoặc là ngay Đức Phật mà ngày bệnh rồi này kia đó, ông vô trời để thích ông xuống ông hỏi ngài bằng tiếng gì, ông để ông săn sóc ngài đó.
thì cũng tiếng Ma Thương, Magathi, hay là bây giờ mình quen mình gọi Bali là như vậy đó, cũng một thứ rồi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú con thành kính tri ân ngài đã giải đáp câu hỏi của con. Dạ, con rất là tri ân ngài. Dạ, kính mời huynh kinh tiếp tục nha. Mời huynh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Rồi sao quý vị đặt câu hỏi đi nha. Ai có đặt cái thì cứ lên nha. À, để đặt thêm câu nữa rồi quý vị chuẩn bị đặt câu hỏi để sư giảng cho. À, kính thưa sư, con có vấn đề muốn hỏi sư về vấn đề mà những vị Phật mà lúc Bồ Tát mà tái sanh xuống để làm thành Phật, từ tại sao tôi cứ sanh ở ngay Ấn Độ không, là sao thưa sư? Thấy đa số những vị Phật trước cũng vậy, cũng sanh ở Trung Ấn, cũng sanh ở Ấn Độ, tại sao không sanh những cái thành ở một cái nước khác mà lại sanh Ấn Độ, chẳng hạn như sao không sanh qua Trung Quốc, Trung Hoa, sanh qua Việt Nam, mình lại sanh qua Ấn Độ không? Dạ, vấn đề này con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích những nguyên nhân nào vấn đề đó xảy ra. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra Bồ Tát thì cũng đi lên đi xuống ba cõi sáu đường chứ không phải ấy ra, nhưng mà đa số cái những cái kiếp mà tạo ba la mật thì ngài mới ở mấy cái cõi mà có người để nhận cái ba la mật đó, hoặc đó có cái người để ngài có thể ngài tạo ba la mật cái phương diện đó được đó. Thường thường đó là mấy cái xứ khác ngài cũng có tới, ngài cũng có đầu thai lên chứ không phải không, nhưng mà thường thường tại sao Ấn Độ nó nhiều, tại Ấn Độ đa số là nơi tập trung của một số cái loại mà nghĩa là mình gọi là tôn giáo đó ha. Nói tôn giáo thì nó không đúng, nghĩa là những cái bậc mà triết gia triết học nó nhiều, mà nó liên hệ tới cái ba pháp ba la mật nào ngài mà đang tạo đó thì ngài mới sanh về đó, chứ còn không ngài vẫn sanh làm kỹ làm dựng ngăn đảng ở chợ những ở chỗ khác chứ đâu có ấy đâu. Nhưng mà thường nó trong kinh điển đề cập tới Trung, mình dịch bây giờ mình nói là Ấn Độ chứ chắc gì là cái xứ Ấn Độ, giờ bây giờ nó có thể là cái xứ khác nhưng mà nó có những cái điều kiện giống như cái xứ Ấn Độ bây giờ. Ấn Độ giờ giống như mình, giờ mình đi học đi, mình giỏi tiếng Anh, mình đi học rồi tốt nghiệp, những cái gì liên quan tới Anh ngữ thì mình vẫn thích ở cái xứ nào nó nói tiếng Anh hơn là mình mình đi qua Tàu chứ, thấy không? Thì ngày các ngày cũng vậy, ngày tạo ba la mật về phương diện nào, là trong lúc nào ngày tạo cái ba la mật loại nào, nó phải thích hợp với những cái hoàn cảnh đó, có khi là cũng phải sanh làm thú, làm khỉ rồi này kia xong. Mà làm khỉ thì ở cũng nhiều chỗ, nhiều khi ngày cũng qua ngày ở bên Amazon rồi, đâu phải là Ấn Độ đâu, nhưng mà tại vì một số cái điều mình học đó, 100 năm cái bài kinh nghe là nói vào khoảng 500 cái kiếp của ngài đó, thì thường thường đa số phần đông Ấn Độ là tại vì nó liên quan tới những cái ba la mật mà ngài đang tạo. Chứ ngài cũng vẫn ở chỗ khác, chứ vẫn đi lên đi xuống mà cõi sáu đường, nhưng đều không có đi sâu quá hoặc không đi lên cao quá mà thôi chứ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. À, xa thốt. Dạ, kính thưa Thượng Tọa Lễ Tông. À, quý vị dân hoa cúng dường đến Thượng Tọa với quý vị. À, để trở lại cái vấn đề mà còn xứ sở đó, còn thấy trong kinh Tứ Niệm Xứ đó thôi chứ. Có cái câu mà Đức Phật thuyết về ê căn sa ma văn phá cao hòa cú ru xú, thì Đức Phật nói về cái xứ cú ru này, xứ cú ru này thì nó có cái gì đặc biệt, tại sao Đức Phật lại thuyết ở kinh Tứ Niệm Xứ cho cái xứ đó, người dân xứ đó thôi, cái đặc biệt chỗ nào, và cái xứ này nó có một cái nhân duyên với Đức Phật trong tiền kiếp hay không, mà sao Đức Phật lại tới đó ngài thuyết rất là kỹ lưỡng về cái kinh Đại Niệm Xứ, trong khi đó những cái xứ khác thì Đức Phật chỉ thuyết rất là ngắn gọn thôi. Dạ, con cùng thỉnh sư quan nghĩ giải thích này nè. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư gì, chúng tôi có đọc trong sự giải thấy nói là cái dân xứ đó là nó ở cái gì đó, cái châu lục gì bên kia đó, nó đầu thai xuống. Thành ra cái khả năng về phương diện đó nó có nhiều hơn cho mình ở cái trong mù thơ quý rồi cái thơ quý bà.
Cái xứ Cựu Rú nó cũng là một trong bốn cái châu quay xung quanh cái núi Tu Di này nè. Thì theo theo sơ giải thì họ nói cái dân ở đó là nó từ trên đó nó xuống. Thành ra nó có một số cái liên hệ trong đời quá khứ mà liên quan tới những cái pháp hành mà thiền như vậy đó. Thành ra ngày tới ngày ấy mà có cái lạ quý vị thấy không? Ngày trước cái bài kinh đó mà không có ma nào đắc hết đó, nó lạ hết đó. Chứ đâu phải là nghe thuyết là đắc liền, còn mấy cái bài kinh khác từ ngày thuyết là bây giờ cũng có người đắc. Nhưng mà cái bài kinh đó thuyết cho cái dân Cù Rú hay là bài kinh Kalama mà thuyết cho cái dân ở chỗ đó là chỗ gì à? À cũng đâu có ai đắc đâu. Là nó đâu phải gặp được Đức Phật là có lợi đâu, dâu ra ngày thuyết bài kinh nghe là thuộc loại mà cốt lõi đó. Nhưng mà rồi vẫn phải từ từ hết, không phải dựa vào số cái điều kiện ba la mật khác thôi. Còn cái này cái cộng nghiệp của họ là họ từ nơi đó xuống, mà có lẽ kiếp trước ngày họ cũng có tạo duyên nghiệp về với ngài về những cái loại kinh như vậy, những loại bài thuyết như vậy. Mà mấy cái đó thường mình ít có ai mà đề cập tới lắm, thường ít ra đề cập, cũng biết lâu lâu tìm tòi đọc sơ thấy xong sơ giải rồi giải thích vậy thì mình cứ nghe nghe đó là thôi, chứ còn đừng nên tin nhiều quá không có nên. Nam mô ra dạ. Dạ, sao thứ, dạ, kính chào Thượng Tọa Lưu Tông. Dạ, con có thời kỳ con đi qua Ấn Độ, đi bốn chỗ động tâm, thì con có đến cái xứ Kuru này. Được nghe nói là được biết cái xứ Kuru này nó gần ở New Delhi. Thì khi mà đến đó thì mấy vị sư đưa lên cái chỗ ngọn đồi mà lúc Đức Phật thuyết về kinh Đại Niệm Xứ này, kinh Tư Niệm Xứ này. Thì con thấy là từ cái xứ Kuru này chỗ này mà đi qua tới Nepal rồi nó xa khủng khiếp luôn, thì không hiểu là tại sao Đức Phật từ Nepal mà ngài đi bộ qua tới xứ Kuru này ngài thuyết, hay là ngài dùng thần thông thì hay là dùng thần thông ngài đi qua, thì vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích ạ. Nam mô Bố Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Đưa Chư Quý Vị. Ngài đi theo pháp ngài ít có khi dùng thần thông lắm, nhưng mà có lẽ là đi từ cũng lâu hơn, đi cả mấy năm chứ đâu ít. Bởi trong 45 năm mà theo pháp của ngài, ngài đi từ bắc với nam, từ đông qua tây mà chứ chắc thường thường là Đức Phật là không bao giờ ngài dùng thần thông ngoài trừ những trường hợp đặc biệt mà thôi ngài mới dùng. Nghĩa là mà ngài dùng là không phải để ngài đi tới, mà ngài dùng để thành một cái niêm mít để cho cái người đó họ nhận dạng là ngài ngài thuyết pháp vậy thôi. Ngài thuyết pháp qua cái thần thông của ngài, chứ ngài không có thuyết pháp giống như mà một số đa số thời ngài tới nơi ngài đứng đó. Thành ra nhiều khi hồi xưa ngài cũng có đi Việt Nam chừng, nhưng mà không ai đắc, không ai biết gì hết, thành ra người ta không đề cập tới thôi. Thành ra có những cái mà nó rất là kêu bằng mình nói là rất là quyền bí, kỳ bí, là mình cũng không biết đường đâu mà ấy. Mà thường thường trong chú giải thì thường họ giải thích về kinh điển nhiều hơn là giải thích những cái chuyện đó. Nam mô Bố Thà Dạ. Dạ, sao thôi, kính thưa được lỗi không? À, thì trong vấn đề này hồi xưa con có nói chuyện với một số vị nói về cái sự xa, đi xa như vậy đó, thì người ta nói không có đâu, rồi đó Đức Phật to gấp mấy lần người thường mình, người ta nói dấu chân Đức Phật to gấp 4-5 lần người thường, thì cái chuyện này không biết người ta dựa vào đâu người ta có thể xác định được. Người ta nói là cái bát Đức Phật cũng rất là to, thì theo sư kinh nghiệm sư đi qua nhiều nước, sư có thấy được cái vấn đề này nó như thế nào, là con cũng tỉnh sư quan nghĩ cho Phật tử được biết theo. Mô Bích Thà Dạ Kính Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra cái y đó mình dựa vào cái ông sư để mình biết cái ngài cao cỡ nào. Thường thường cái ông sư đó, cái ông sư đó là hai thức hai đó là tối đa rồi. Nhưng mà có một số cái loại y thì chúng tôi thấy bán là tới hai thức rưỡi. Rồi chúng tôi kỳ đó có hỏi người bán có cái y nào lớn hơn cái nào, dài hơn không? Họ nói không, cái này là maximum theo lực của trong đó là đó. Bởi vì cái y này chỉ có ngài Ananda hoặc một vài cái vị nữa mặc thôi, chứ còn cái y lớn hơn cái này thì
lớn hơn không bao nhiêu đó, thì cô Đức Phật thì họ chỉ nói thôi, là mình có thể mình đoán theo những người mà cao nhất bây giờ chắc là ngài cũng khoảng 2,5 thước là nhiều, 2,5 thước, 2,7 thước là nhiều, chứ đâu có cao hơn nữa, thấy không? Nếu mà cao hơn nữa ngài cái y phải lớn chứ, nhưng mà cái y nó không lớn, cái y mà lớn nhất thì nó bán 2,5 thước là nhiều. Mà họ còn nói là không được quá cái đó, tại vì theo luật không được quá nên họ cũng không có làm để bán là vậy đó. Thì cái ngày chắc cũng cỡ đó thôi chứ không có lớn lắm. Mà nếu mà nó thật sự vào thời đó có thể con người ta lớn con, nhưng mà lớn con quá cũng được. Huynh cứ nghĩ vậy đi, thường người ta làm gì người ta cũng vẽ Đức Phật đi đứng như đều có hào quang, cái chuyện đó là nó không có đúng sự thật. Người nào dễ đức tin, một số loại có đức tin thì ngài mới có cái những cái niêm mít về cái nghĩa là thấy có hào quang chứ. Còn bình thường đó, ngài vô trong cái rò rèn này ấy, hay là có ông vua gì mà ông tự cạo đầu rồi ông xin ông tu xong đi kiếm ngài này kia ông xong đó, thì gặp ngài nói chuyện rồi mới biết ngài chứ làm sao biết được, thấy không? Bởi vì cái người mà không tin mà thấy ông này mà quá cao thì họ chứ bỏ chạy chứ làm sao ngoài đổ ai được. Chắc thì không cao là còn lớn chút, giống thời bây giờ lâu lâu cũng có ngoài ngoài ông cao rồi. Vậy thôi chứ còn cao quá thì chắc chúng tôi nghĩ nó không có không make sense đâu ha. Còn nếu mà nói mà đi đâu cũng có hào quang thì thôi chứ người ta bỏ chạy do đó người ta tới thọ đạo à. Thì người nào người ta có cái tư tưởng về ta mới đứng lên ta tò mò ta nhìn thôi. Chứ giống như Vinh bây giờ đó, đi qua nghĩa địa có sợ không? Coi địa thấy hào quang sợ không? Thấy không? Chứ nghĩa là rung lọc cặp đi nó chả. Nó mồ với thai nhá. À, xa thú, hạ kính cho được tự tâm. À, thì giải thích vậy cũng rất là make sense, dựa theo căn cứ, theo luật như thế kia thì chúng ta cũng thấy có cái sự hợp lý trong đó. Chứ một số người nói Đức Phật cao gấp 3, gấp 4 là người thường, mà cái bình bát cũng gấp mấy lần. Thì con thấy cái đề này nó cũng hơi lạ lạ cho đó. À, thì để trở lại cái vấn đề mà trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, tại sao Đức Phật thuyết cho những người dân Kuru mà lại Đức Phật lại dùng cái chữ phích khú. Thì cái chữ phích khú này có một số vị ta nói là cái này là chỉ dùng cho những vị mà xuất gia thì khu thôi. Mà tại sao là riêng người dân có rú là Đức Phật dùng cái chữ phích khú. À, đây là cái vấn đề mà cần phải được giải thích. Một số vị người ta cho đó là Đức Phật muốn nới rộng cái ý nghĩa cái tỳ khu ra là như vậy. Và con cũng thỉnh sự. Nam mô Bố Thầy, dạ kinh bạch chư tôn này, dạ kinh thưa chư quý vị. Cái chữ phích khú nó có tới 3-4 nghĩa rồi. Nhưng mà cái nghĩa ngài dùng từ lúc đầu hoặc lâu lên từ những cái nơi khác, đôi khi không phải là nhà sư. Ví dụ như bài kinh đầu tiên thì ngày đâu có ai tu đâu mà tỳ khu, nhưng mà ngài vẫn dùng cái danh từ phiết khu như thế. Thì chữ phiết khu trong những trường hợp này chú giải thích là cái nghĩa của nó là thì thấy được cái sự đáng sợ của sinh tử và luân hồi. Thì khi cái người nào mà tới mà lúc đó giàu chưa tu đi nữa mà tới với cái tư tưởng như vậy đó, là sinh học Phật pháp hay là sinh hành pháp này kem sầm đó, thì trong kinh điển gọi cái vị là tỳ khu. Còn cái tỳ khu mà giống như kêu mấy phạm nhân như chúng tôi là tỳ khu là người nghĩa là ăn xin nói trắng vậy đó, người đi trị bệnh có giới. Trong Bali nó dịch cái chữ đó là kêu cái khu là người đi xin có giới. Phải có giới mới được mới gọi là phích khu, tức là tu được thọ giới đàng hoàng. Còn những người mà nghe những cái bài kinh như vậy đó là người thấy rõ sự nguy hiểm của sự sanh tử và cái sự luân hồi đó, thì cũng được gọi là tỳ khu đó. Nó có tới 4-5 nghĩa gì đó, nhưng mà chúng tôi nhớ hai cái nghĩa chính của nó là vậy. Cho với phần đông tỳ khu là người đi xin có giới. Còn những trường hợp đặc biệt như bài kinh đầu tiên ngày dạy ra nè, hay là bài kinh Tứ Niệm Xứ hay một số cái bệnh kiện khác đó, thì cái tỳ khu được gọi là người thấy rõ sự nguy hiểm của luân hồi, sự sanh tử, sự nguy hiểm của luân hồi. Người ta thấy rõ cái đó, ghê sợ cái đó. Nằm một cái thầy vậy.
Xa thôi, xa thôi. Kiểm tra phần bạc lưỡi bông. Như vậy là chúng ta được hiểu thêm một số cái ý nghĩa về cái chữ phí khu, để làm sáng tỏ vấn đề của những cái bài kinh mà Đức Phật dùng chữ phí khu cho những người mà bình thường không phải là một vị xuất gia. Đó là như vậy. Thì trong cái kinh Tứ Niệm Xứ thì có cái câu mà ê cá giá nô á văn phích khá quê mắc gồ sách ta năng quý xuất thí già. Thì cái chữ ê cá giá nô á văn này thì là con đường duy nhất. Thì ngài có một số vị như ngài Ajahn Brahm thì ngài không công nhận cái câu này đúng. Ngài nói con đường duy nhất là phải là bát chánh đạo chứ không phải là Tứ Niệm Xứ. Thì không biết là theo như sư thì cái chữ này mình nên hiểu như thế nào, hay là mình hiểu là Tứ Niệm Xứ là nó nằm trong một phần của Bát Chánh Đạo, hay là Tứ Niệm Xứ là con đường để đi đến Bát Chánh Đạo, theo cái câu Pali như vậy con cũng vẫn chưa. Bích Tha Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, theo chú giải giải thích về chữ Ekeno, con đường của một người đi dành cho một người mà thôi, và con người đó đó là Đức Phật. Cái thứ hai đó là cho những cái người mà đi để ra khỏi luân hồi. Chứ mà chúng tôi nó có bốn năm nghĩa rồi, nhưng mà chúng tôi thì dịch là Ekeno, tức là còn được dẫn tới mục tiêu duy nhất, duy nhất. Chữ chữ chúng tôi thường hay dịch này là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất. Còn có nhiều người không đồng ý chỗ đó không có đúng, bởi vì nhiều khi Đức Phật nói chỉ một chi hai chi trong trong Bát Thánh Đạo thôi, đối với cái cá nhân người đó thì cũng được gọi là Ê Cà Giá Nô như thường. Thì cái chữ Ê Cà Nô này đó được được dùng trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, tức là đầu đường và cuối đường là Bát Thánh Đạo. Thì đầu đường đó ngài nêu lên ba cái chi là nằm trong Bát Thánh Đạo, tức là Atabi Sampachano Satima đó, hay rõ ràng tức là nó, bởi vì trong cái con đường đó đó bắt đầu đi từ đầu cho tới đi thất giác chi đó thì nó không bao giờ nó đủ, không bao giờ đủ tám chi đó, nó chỉ có Bát Thánh Đạo mới đủ tám chi. Thành ra thường khi mà nói tới Bát Thánh Đạo đó thì Đức Phật không có dùng Ekayano mà ngài dùng là Majjhima và Tibbata, và năng tức là con đường trung đạo, đường trung đạo. Mà nhớ con đường trung đạo đây không có nghĩa là đi giữa đường, không có đi bên phải đi, không đi bên trái, đi giữa đường, đường trung đạo không phải. Đường trung đạo đây là con đường đi ra, nó là thiện pháp nhưng mà thiện pháp để đi ra. Còn nó ở trong cái hiệp thế đó thì nó cũng có tám chi đó, nhưng mà con đường không phải là con đường đi ra mà vẫn là con đường đi luân hồi như thường. Còn mấy cái chi mà nó nằm ở 12 tấm bất thiện thì nó luân hồi xuống dưới. Còn mấy cái chi đó mà nó nằm ở ấy thì luân hồi đi lên, tức là cõi nhân thiên, cõi sắc giới vô sắc giới. Nhưng mà khi mà được gọi là con đường trung đạo là con đường đi ra, tức là tám cái chi đó nó phải nằm trong thánh đạo mà thôi, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo mà thôi, chứ nó nằm chỗ khác không thể gọi là con đường trung đạo được. Mình phải phân biệt những cái từ ngữ Đức Phật dạy khác nhau vậy đó. Thì cái con đường duy nhất này cũng vậy, chú giải dịch là con đường duy nhất. Một số cái vị học giả đó, thì họ nói họ không đồng ý, họ nói này nó nói chứ chúng tôi thì không phải học giả, rồi chúng tôi thấy cái đó nó đúng chứ không có gì sai, là tùy theo cái cá nhân người đó mà ngài dùng bao nhiêu chi. Mà nhớ vậy đó ha, nhiều khi ngài dùng chỉ có một hai chi à ha, hai chi là chi gì sở tỷ sống và chân giá là hai chi thôi, vẫn đại diện cho con đường trung đạo hay là con đường duy nhất được như thường. Bởi vì mình không bắt đầu từ hai cái chi đó thì mình đâu đi đâu được, thấy không, là chuyện bình thường thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Xa thú, xa thú. Kính trên mình phải nói đâu. Không biết còn giờ quý vị còn bao nhiêu phút hay cái gì cho sư Lý Tông nghỉ. Ồ còn giờ dữ hả? con cũng thỉnh sư nghĩ tiếp cái vấn đề như nãy sư nói về Atabi Sampachano Satima đó, là tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Thì tại sao không là chánh niệm tinh cần tỉnh giác, mà sao không là tinh cần chánh niệm tỉnh giác, mà không đảo ngược lên cái vế này, mà tại sao bắt buộc phải là Atabi Sampachano Satima?
Vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích về cái chi tiết này và cách sử dụng nó như thế nào. Ví dụ như mình nói về hành tứ niệm xứ thì cái Atabi phải hành sao, cái Satima phải sao, và cái Sampajano phải hành sao, hay là ba cái này nó có một cái sự mà liên tục là hỗ tương lẫn nhau. À, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha gia kinh Bạch Chư Tôn hiện giả kính thưa chư vị, nếu mà có sống Sampajano thì nó phải năm chi đó, nhưng mà Đức Phật nói tới ba. Tại sao? Cái chi đầu tiên mình bước vô cái pháp hành, cái quan trọng nhất là cái tinh cần, cái sự tinh tấn đó. Tinh tấn để làm gì? Quý vị coi trong tứ chánh cần biểu tinh tấn để làm gì? Tinh tấn để ngăn ngừa ác pháp, tinh tấn để tiêu diệt ác pháp, là tinh tấn để làm gì? Để duy trì thiện pháp và làm cho chưa phát sanh, làm cho phát sanh, mà phát sanh rồi phải duy trì của nó cho nó có khả năng nó tiến lên. Thành ra khi mà làm hai cái chi đầu được rồi thì bắt đầu chi thứ ba, tức là làm cho thiện pháp phát sanh, thì lúc đó cái xà tị với cái sập bạch chân giá nó mới có cơ hội nó phát sanh. Thành ra nếu mà không có tinh cần mà làm bốn cái việc đó thì làm sao mà có cái chuyện mà xà tị phát sanh được đó. Bởi vậy nên nhớ cái tinh tấn đâu phải phải là mình không thể gọi chánh tinh tấn, bởi thường nói tới chánh là nó phải nằm tuốt lên cao kia, nhưng mà cái chỗ đó là cái sự tinh cần đó là để làm bốn cái việc rất là quan trọng, nó ngăn ngừa những cái thằng cha ác mà nó giúp cho cái thằng cha thiện có cơ hội, thì cái thằng cha thiện nó có cơ hội thì mới có xà tị với sẩm bạch sanh giá được. Là một cái thầy dạ. À, xà thú à, kính chào à, nhưng mà trong cái thức giác chi thì nó lại khác luôn chứ. Vấn đề này là mình phải nên hiểu sao chứ. À, trong thức giác chi thì giờ niệm trạch tấn hỷ khinh định xả, thì giờ niệm trước rồi mới tới là Sampajano, rồi mới tới là Atabi. Thì vấn đề này con cũng đỉnh sư Quan Hỷ là giải thích nó có cái sự khác biệt như vậy ra sao. Dạ, kính chào. Nam mô Bụt Tha gia kính Bạch Chư Tôn hiện giả kính thưa chư quý vị, từ thất từ nghĩa là ngũ quyền ngũ lực cái gì đi nữa đó, sở dĩ mà nó có thứ tự là nói theo ngôn ngữ và nói theo văn phạm mà thôi, chứ mấy cái chi đó là nó đi cùng trong một cái tâm, chứ làm sao nó đi hai ba tâm được, thấy không? Một tâm nó phát sanh, tâm thiện nó phát sanh là nó có đầy đủ rồi đó. Nhưng mà tại vì nó làm cái nhiệm vụ nó, thành ra mình mới nói. Thí dụ như bây giờ, ví dụ mình nói thí dụ như có tám ông đi đi ăn trộm đi, thì nếu mà nó chưa bắt đầu ăn trộm thì nó còn thằng cha này nó nhìn chỗ này thì canh chỗ nọ để nó ấy cái gì chứ. Nhưng mà tới chừng mà khiêng vô bắt đầu khiêng đẩy tủ thì phải tám lần chúng nhau khiêng chứ. Chứ đàn khiên gì nổi, tu sắc mà, phải không? Anh ra từ đầu thì nó phải có nhiệm vụ nó làm, đứa là trình, đứa là canh gì ông chùm đó. Nhưng mà nó vẫn ở chung một cái tâm, một sát na tâm mà thôi. Đó. Nhưng mà cái theo ngữ, theo cách nói hoặc theo một số chuyện khác nữa, thành ra mới kể từ đầu, chứ còn bây giờ mình nói không ai có khả năng mà nói lần tờ tám chi trong một sách na, thì cái đó là mình nói theo thực tính pháp được, chứ mình mở miệng đâu mình nói một chữ đâu mà có đủ bảy tám chuyện đâu có được, phải không? Nam mô Bụt Tha gia. À, xà thú, dạ, kính chân được bạn biết không? Dạ, rất tuyệt vời, dạ, nói gì trả lời câu rất là tuyệt vời, dạ, xà thú. Dạ, thì trong cái câu mà Đức Phật nói về tứ niệm xứ để mà hành về cái chánh niệm nó sẽ vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ u, thì cái vượt khỏi sầu bi và diệt trừ khổ u này mình phải nên hiểu như thế nào? Tại sao ngài không nói và diệt trừ sầu bi mà đoạn tận khổ u, mà ngài nói là vượt khỏi sầu bi diệt trừ khổ u? À, con cũng thỉnh sư Quan Hệ giải thích thêm cái chỗ sâu sắc này nè. Dạ, mô Phật. Nam mô Bụt Tha gia kinh Bạch Chư Tôn hiện giả kính thưa chư gì, tại vì hai cái tâm sở mà quan trọng là phải từng diệt nó đó, tức là tâm sở tham với tâm sở sân. Mà diệt được tâm sở sân thì là tam quả, mà diệt được tâm sở tham đó là tứ thánh quả, nghe không? Thành ra mình nói theo tùy theo cái
cái năng lực của cái đạo mà nói theo thành cái ngôn ngữ nó có một cái chỗ để nó nhấn mạnh cho mình hiểu cái chuyện đó, chứ không phải không. Bởi vì cái có những cái pháp mà mình ở ngoài nếu mình không học về thực tính pháp thì mình thấy ô cái sân nó cứ bộ nó dữ dằn đồ này kia sùm, cái tham này nó làm đầm đầy đầy nó không có gì dữ dằn, nhưng mà nhớ nó cái thằng cha sân nó dữ dằn, nó trần tới trần lui chứ đá nó dễ ngã dễ té lắm. Phải tam đạo là đá nó cái bục được rồi, nhưng mà còn cái thằng tham kia phải đi tới anh tên cào kìa nó. Thành ra khi nào mà cái những cái danh từ mà dùng đó, dùng Bali thì mình thấy nó khác biệt hơn một số chuyện, nhưng mà khi mà dịch, nhiều khi mình dịch nó không có chính xác bằng cái nghĩa của Bali nha. Nhưng mà thành ra đôi khi mà trong những cái mình tưởng đâu nó ngược chứ không phải, với ngôn ngữ thì dùng mà dịch ra cũng vậy, mình tưởng nó ngược chứ không phải, dựa vào theo một số điều kiện của thực tính pháp mà những nghĩa là năm cái tâm mà nó đi theo lên tới đó là nó có những vụ nó làm, nhưng mà khi mà nó làm thì lúc đó nó còn rời rạc, nhưng mà lên tới kia thì nó phải đủ tám anh rồi, mà tám anh đâu phải nó làm nhiệm vụ riêng nha. Nhớ tám anh ở trên nó làm một nhiệm vụ mà thôi, tức là nó ở trong cái tâm sơ đạo thì nó chỉ làm có một chuyện mà thôi, là nó đè nó cắt cổ thằng tà kiến với thằng si hoài nghi mà thôi, chứ nó không làm gì cả, đè nó cắt cổ hàng đó thôi. Thành ra tùy theo cái cách đó người ta có thể người ta dịch, các nhà mà dịch thực á, người ta dựa theo một số cái chuyện để người ta dịch để cho mình thấy nó cái tầm quan trọng của những cái thứ tự của pháp hành, thứ tự pháp hành, chứ không phải là người ta không có cái chủ ý gì đâu, nhưng mà tại vì mình không có rành những ngôn ngữ, thứ hai là mình hành chưa tới là mình không thấy nó quan trọng. Thành ra Đức Phật nhiều khi để mấy cái lời dạy ngài, nhiều khi có người ngài dạy rất là ngắn tắt, nhưng mà bao hàm đầy đủ những cái chi mà rất là quan trọng trong cái việc mà hành thiền tứ niệm xứ, nhưng mà cũng có khi là ngài nói đầy đủ, đó là tùy theo cái điều kiện về tiền nghiệp, điều kiện về pháp học pháp hành của cái gì đó nữa. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, xà thú, dạ, kính trường thượng tọa Lương Tông. Dạ, thì trong cái vấn đề mà niệm là để mục đích là để diệt trừ tham ưu của đời này đó, thì bây giờ một người mà như phàm phu như mình, như con, như vậy các Phật tử, thì giờ mình làm thế nào để mình có được cái niệm trong suốt một ngày được thôi chứ? Thì trước sau thì nó cũng phải xen kẽ thiện bất thiện, thiện bất thiện, thì như vậy làm sao mình có được một cái phương pháp nào mà có thể mình giữ được cho cái tâm mình niệm liên tục như vậy được? À, con cũng thỉnh sư Quan Nghĩ giải thích là cái một người mà đi hành thiền về trong cái đường thiền có thể làm được điều đó không ạ? Có thể mà mở mắt ra là giữ được chánh niệm, đi đứng nằm ngồi hết vô thở ra bất cứ gì cũng giữ được cái tâm mình ở thiện pháp được không ạ? À, con thỉnh sư. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Huyền Giả Kinh Thưa Chư Vị, chuyện đó không thể xảy ra. Nghe cái bậc thánh cũng vậy, không bao giờ mà có niệm 100% đâu. Nhớ nghe cái bậc thánh đó. Mình chúng tôi nói là chúng ta dựa vào Di Diệu Pháp, dựa vào kinh điển nói chứ không ấy. Bậc tứ thánh quả ngoại trừ Đức Phật mà thôi, bậc tứ thánh quả vẫn có cơ hội là không có niệm như thường, đó là lúc ngài cười đó, ngài cười với cái tâm Hạ Sĩ Tục Ba Đá đó, lúc đó ngài có niệm đâu, thấy không? Nó đâu có niệm đâu. Thì ra anh nói gì tới mình đó, chớ rồi chưa kể những tâm quả vô nhân nha. Đó, bây giờ mình nói cái tâm mà nó làm cái việc động tốc đó, ngày nó của cái bậc tứ thánh quả đó, ngài vẫn cười với cái tâm không có niệm như thường. Thành ra mình đừng có mình làm được chuyện đó. Đó cái lý do tại sao mà mình phải hành cái tứ thánh cần cho nó thuần thục là vậy đó, để cho khi nào cái ác pháp nó vừa dần thấy thì nó giúp cho cái ác pháp nó mất trong một số ít cái lộ trình tâm. Bởi bốn cái bốn tay là cả ngàn cái sanh na, cả một ngàn tỷ cái sanh na nó sanh diện như vậy đó. Thành ra nếu mà cái tinh tấn không mạnh thì nó là một cái là ba bốn cái bốn tay là mình biết mình có bao nhiêu cái lộ trình tâm mà thất niệm rồi, thấy không? Thành ra cái muốn làm đó là phải cái sự tinh
cái pháp tinh tấn của mình là phải mạnh ghê lắm, nó mạnh trong cái việc mà ngăn ngừa ác pháp, mạnh trong cái việc mà lá pháp xuất hiện là phải diệt được, thì cái đó mới nó giúp cho cái niệm. Mà khi nó giúp cho cái niệm, mà cái niệm mà nó có năng lực rồi đó, thì cái, lúc đó đó cái trí tuệ nó mới phát sanh. Thành ra đa số chúng ta đó, nó phải nó mình vô mình trong trường thiền, mà nó mình hành thiền chứ không phải mình chỉ tập niệm mà thôi, tập niệm để cho nó có năng lực, tập tinh tấn để cho một số cái điều kiện về ác pháp nó không có khả năng để nó phát sanh. Nhưng mà thường mình nếu mà mấy trường thiền nó vô đây tập niệm thì không ai thèm tới, phải nó tập thiền chứ không phải. Thực sự là chỉ có tập niệm mà thôi. Ngay cả những người mà chưa học chưa hết cũng vô trường thiền rồi cũng đi đứng nằm ngồi, người ta là tưởng nó mình thiền á, niệm mà chưa có đó. Nó chỉ tập niệm mà thôi, mình nên nhớ đó là đừng có buồn vậy đó. Mình nhiều khi mình thất niệm hoài cũng đừng buồn đó. Cái đó là cái chuyện đương nhiên của phàm phu, như mình ăn vô văn phàm phu là phải vậy rồi. Mình có tới 12 cái tâm bất thiện, mà trong khi đó mình có 8 tâm đại thiện thôi. Mà trong 8 tâm đại thiện thì nó phát sanh mà thôi, chỉ có 4 tâm phía sau đó đó. 4 tâm phía sau mà còn phải là thọ xã mà hỗ trợ nó chứ. Được vô chợ thì đỡ chứ này là hũ chợ chứ không phải. mình tưởng mình ngon chứ thật sự không có ngon gì đó. Mỗi ngày mình tạo ác pháp rất nhiều, tại vì cái niệm của mình đó, nó chưa đủ năng lực, mà cái tinh cần của mình nó cũng chưa có đúng mức. Đúng mức thì mình giúp cho nó bớt thôi, chứ còn nói mà mình có niệm từ sáng tới chiều hả, nó chơi thôi chứ chỉ có Đức Phật mới làm được thôi quý vị. Thưa Nam Mô Với Tài Giác. Sao đúng, kính trời được tự tâm. Quả thật chuyện là impossible, chuyện không thể xảy ra. Nhưng mà tại sao xưa nó có những cái câu chuyện, mấy anh Tàu anh nó có câu chuyện là ông tu thiền, cái ông để hai cái thúng gạo, hai thúng đậu, bên đậu trắng đậu đen. Từ từ ông nghe mỗi lần ông khởi thiện pháp là ông bắt cái đậu trắng, đậu đen được, bắt đậu đen rồi tới mức độ đậu đen ông hết luôn, mà ông chỉ còn cái đậu trắng là ông thành tựu được, là ông toàn đậu trắng không. Thì điều này không biết vấn đề này như thế nào. Họ nói là luyện về tâm không, tức là tâm mình tới mức độ mà nó không rồi thì nó không còn có những pháp bất thiện nữa. Thì theo như sư, vấn đề luyện về tâm không nó có hiệu quả mà. Dạ con cũng thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Luyện cái đó nó không có hiệu quả, là Tàu thì nó nói trời chỉ vui vậy chứ chạch mà. Quý vị muốn cho nó không có ác pháp là quý vị phải đắc tứ thánh quả, chứ còn không nói gì nào khác hết á. Cho tới khi nào mà quý vị chưa là bậc tứ thánh quả, nhưng mà bây giờ quý vị không có cơ hội nữa rồi. Quý vị nên nhớ là theo chú giải của Bát Kinh Pháp á, nói rõ ràng đó, tại sao mà có dụ 5.000 năm đó, 1.000 năm đầu thì có bậc A La Hán tứ vô, ngài giải tứ này tứ nọ đó này kia, ông vô mấy lục thông gì đó. Nhưng ngày năm thứ hai chỉ còn có Sục Khảo với Bạch Bạch Sa Cả A La Hán mà thôi. Ngày năm thứ ba thì không quả, ngày năm thứ tư còn tu Đà Hàm, ngày năm thứ năm thì còn cái bậc sơ quả mà thôi. Thành ra bây giờ là không có khả năng mà để đắc tứ thanh quả rồi, theo chú giải đó. Đó, thành ra bây giờ mình nhiều lắm rồi, mình cũng chỉ có tam quả mà chưa chắc. Muốn tam quả là ít nhất cũng phải vô rừng đồ này kia, ngồi đêm diêm mũi cắn cũng không biết ngứa này kia may ra. Chứ còn mình bây giờ mình vô đó mà mình thấy đĩa là mình sợ rồi, thấy mấy con dắt là thấy rùng rợn rồi, đâu nước mắt rồi rỡ đó mà. Rồi đắt này đắt nọ, cái basic nhất là mình tập niệm, tập thế nào để cho cái niệm mình mạnh, tập thế nào để cái sự tinh tấn mình nó làm việc một cách tương đối hoàn hảo, rồi làm thế nào để trí tuệ phát sanh. Bởi vì cái Atavi Sambhachano Satima đó mà nó chưa có năng lực thì không thể nào mà làm được việc gì khác đó. Mình muốn làm được việc gì thì ba cái đó nó phải có năng lực trước cái đã. Nam mô Bố Thầy Gia. Sa thú, kính chào nghe từ tâm lý tâm. Thì trong cái vấn đề mà tu về mà lễ đắc được thánh quả,
Bây giờ mình giờ chỉ cần mình đắc tu đầu quần trước chắc cú, nhưng mà giờ làm cách nào, thời buổi giờ mình làm cách nào để mình có thể thành tựu được cái đần thánh đầu tiên trong cái kiếp sống này, thì mình có thể làm được hay không ạ? Dạ, con vẫn chưa có phương pháp nào để mà mình có thể mình sử dụng trong cái đời sống hiện tại mà nó đầy thứ vật chất, mà còn điện tử đủ thứ, bây giờ làm sao mình có thể mà ứng dụng được trong cái đời sống này, nhất là cư sĩ có thể thành tựu được cái tu đầu quần thôi. Con thấy thành tựu tu đầu quần sao là khỏe, tức là mình khỏi rơi vô bốn đường ác đạo là chắc cú nhất. Con cũng thỉnh sửa. Nam mô Bức Thầy Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Đi ra tìm thầy bói coi coi mình là người gì, là người tam nhân hay nhị nhân. Nếu mà ông thầy bói ông phán mình là người nhị nhân thì khoan hy vọng quá. Không có hy vọng vậy đó. Ngay cái người tam nhân vẫn phải xét lại như thường, chứ đừng nói mà mình được là người duy nhân cũng là dễ dễ sợ thì ở đó, thì làm sao mà tính cái chuyện mà sơ quả nhị quả gì không? Bây giờ ông ráng cái gì nó mà nói cho 84.000 bài pháp của Đức Phật để lại, ráng học cho nhiều đi để mai ra kiếp sau thành làm người tam nhân thì còn có thể gặp được bậc thánh, bởi vì bậc thánh còn thấy 2.000 mấy trăm năm nữa nó mới hết bậc thánh, thì nghĩa là mình vẫn có khả năng như thường. Chứ còn nếu mà bây giờ mình cứ lo rồi kiếp sau mình lại sanh làm người nhị nhân, rồi cái nguyện gặp Phật, nguyện Phật cũng sanh làm người nhị nhân hoặc người lạc vô nhân, hoặc nhiều khi sẽ làm trùng làm dế đứng có ngó được Phật đi ngang thì thôi, chứ làm gì vậy. Còn hơn lắm là xin chụp hình những ngày đưa lên Facebook đồ khoe chơi thì được, chứ cái căn bản không, mình không chịu học. Cái căn bản là cái thiện pháp mình ráng mình tạo cho nhiều để làm gì, để ít nhất là mình trở thành người tam nhân cái đã. Lúc nào mình chưa thành người tam nhân thì đừng có hy vọng đậu quả gì hết á, nghỉ chơi cho vui, chứ cũng giống như là mình muốn trúng lottery mà 2 tỷ, cái vé 2 tỷ rồi đó, thì cái vé 2 tỷ mà giờ mình đầu tư hoài cho tới khi nào ấy, thay vì mình rồi giờ mình để dành tiền mình tạo thiện pháp cho nhiều thì cái 2 tỷ nó dễ kiếm hơn là cái chuyện chờ lottery đấy, thì cũng vậy đó. Mình không học mà bây giờ mà giàu mình có gặp Phật rồi pháp, giờ mình có học mình có vô được thiền nữa, nhưng mà nên nhớ là mình, nếu mình là người nhị nhân đó là bảo đảm không có đường nào đó, chỉ là gieo duyên cho kiếp sau mà thôi đó. Nhưng mà vẫn gieo duyên kiếp sau vẫn tốt hơn là kiếp sau vẫn tiếp tục làm người nhị nhân, hay nó thấp hơn là người lạc vô nhân còn khổ nữa ha. Nên nếu mà mình căn bản mình đã chưa có rồi mà mình cũng không xua là mình có phải là người tam nhân hay không, thì mình ráng mình tạo phước cho nhiều đi cho nó chắc ăn trước, chứ còn nói là tại dĩ nhiên là bắt đầu chấm dứt luân hồi là từ tâm sơ đạo. Đắc cái đó là thấy khỏe rồi, mình ngồi cái nằm ngủ có ngủ ngáy cỡ nào nữa thì cũng 7 kiếp thôi, nhưng mà đâu phải dễ đâu, thấy không? Mình thuộc loại là thứ thiệt, kiếp nào cũng tu nháp hết mà đợi đắc cao chi mệt. Nam mô Bích Thầy giá. À, chào thưa dạ, kính chân từ đầu với tâm sư nói về cho Phật tử mất luôn hy vọng. Là mất niềm hy vọng của Phật tử, không còn mong đắc được tu đà quần nữa. Nhưng mà người ta nói là mình, nếu mà một người mà hành thiện pháp mà mình có yoniso manasikara, tức là có sự khéo tác ý, mình sẽ tạo được những cái nhân thiện hợp trí thì có khả năng được sanh làm người tam nhân. Thì trong cái vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích về như lý tác ý là như thế nào, ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày như thế nào, chẳng hạn như mình làm việc thiện, bố thí, trì giới hay là hành thiền vân vân, thì giờ mình tác ý một cách đúng pháp yoniso manasikara như vậy là phải làm như thế nào để gọi là tác ý đúng pháp ạ? À? Con cũng thỉnh sư chỉ thực tiễn về cái pháp hành như thế nào, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bức Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tiền Hoàng Giả, kính thưa quý vị. Muốn có yoniso manasikara thì nhất phải có cái nhân của nó là Bharato Khô Xạ. Bharato Khô Xạ mà để có cái yoniso manasikara đúng cách, tức là phải là học hỏi theo giáo pháp chánh thống của Đức Phật. Chứ còn nếu mà nói là học cái mấy cái kinh mà để tụng cái mô thơ thì không bao giờ đó. Đó. Thì bây giờ mình muốn học học cái gì
Đức Phật dạy rồi. Vậy bây giờ mình không có thời gian, mình có học nhiều. Thứ nhất là mình học về phương diện giới, Đức là cho mình giữ giới trong sạch. Cái thứ hai mình học những cái điều quan trọng liên quan tới cái tại diệt tạo phước của mình. Ví dụ người đời thì có chuyện không? Bố thí, thì giới, rồi mấy cái thiền định, thiền. Nhưng mà cái quan trọng là cái nhiệm vụ của mình đó là nhiệm vụ về học pháp, hành pháp là mới để hộ pháp. Đó. Mà học pháp mình không học thì mình hành pháp là không được rồi. Mà mình hành không được thì nhiều khi ra ngoài nói cho là mình lấy cái khả năng đâu mình hộ pháp. Đó. Ngay cả ông sư cũng vậy, ông sư thì phải học pháp, hành pháp là mới hoằn pháp được. Pháp thì không học. Không học thì sao hành, lấy gì hành. Mà không học không hành thì lấy cái gì mà hoằn. Thành ra cái quan trọng đầu tiên là phải học. Học những gì liên quan tới giới, những gì liên quan tới định và những gì liên quan tới tuệ. Đó là pháp học, đầu tiên là phải làm. Học cho tới khi nào mình đủ sức rồi đó mình mới tìm cái trường thiền mà có thiền sư mà được cái sự công nhận của Thiên Tăng, chứ không phải là thiền sư mà vốn được xin tên là thiền sư là cũng như không, là mình vô nhiều khi mình lỗ vốn nữa. Vô đó rồi bắt đầu để coi mình có cái pháp tiến bộ hay không, rồi như thế nào rồi mình hỏi thêm những thiền sư những cái điều kiện gì đó, rồi từ đó mình bắt đầu mình tạo. Khi mình tạo vậy đó thì tác ý theo chú giải thì tới 4 thời chứ không phải 3 thời, tác ý 4 thời luôn, trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Mà sau khi làm thời gian rất là sâu. Thì nếu tác ý 4 thời mình thuộc là Ukkattha đó, ví dụ như mình học gì liên quan gì tới thiền tứ niệm xứ thì mình học cho hiểu rõ 5 bài kinh nói về tứ niệm xứ, giống như chúng tôi nói 5 chỗ trong Tam Bộ Tam Tạng, nó có 5 chỗ đề cập tới về tới thiền tứ niệm xứ đó. Mình học cho mình hiểu rõ ràng xong rồi để em coi là mình mới tìm thiền sư, rồi mình mới hành để coi pháp tiến bộ cỡ nào. Bởi vì khi mình học làm chuyện, nhưng mà khi mình vô mình hạ thủ phu nó lòi ra nhiều chuyện khác nữa, chứ không phải là nó tưởng đâu mình đi suôn sẻ đâu, không có đâu. Đó. Thì trước khi là trước khi làm, tức là trước khi học được kia, trong khi học và sau khi học, rồi mà xong mình ôn lại tất cả những cái chuyện đó, rồi mình mới coi lại coi nếu mà tác ý 4 thời như vậy đó mà nó có năng lực đó, mình gọi Ukkattha đó, thì mới được sanh làm người tam nhân. Còn nếu tới thời của 4 cái tâm quả đầu tiên đó, tâm quả mình làm khi mình làm đó, 4 tâm thiện nhé, thiện hợp trí mình làm vậy đó, nhưng mà nó bị khuyết một ở một cái tác ý nào đó, trước khi làm, trong khi làm, sau làm, sau khi làm thời gian lâu đó, thường thường là cái tác ý cái cuối cùng là nó dễ mất năng lực lắm. Ví dụ mình học xong rồi vô vài bữa mình ra cái trường thiền, ôi cái trường thiền đó dạy gì tôi biết mà tôi vô tôi ở mấy năm ra không được gì hết, cái tự nhiên cái mình mất trấn. Mà cái mất trấn vậy đó, dầu rằng mình làm có trí tuệ có đầy đủ nhiều mà nó mất trấn một cái là sanh làm người nhị nhân liền. Nó gọi là ô mắc cả. Còn 4 cái tâm ý phía sau đó, nếu mình làm mà Ukkattha tức tác ý 4 thời nó có năng lực đó thì cũng sanh làm người nhị nhân, mà tác ý 4 thời nó bị khuyết một cái là sanh làm người lạc vô nhân liền. Đó theo chú giải rồi cái về liên quan tới nghiệp lực đó. Đó không phải dễ, phải muốn sanh làm người tam nhân là dễ đâu, rất là khó, điều kiện rất là khó, phải làm lúc nào cũng có trí tuệ mà tác ý 4 thời nó phải có năng lực thì mai ra được sanh làm người tam nhân. Mà khi mình sanh làm người tam nhân đó, và có thời thế nở lúc nào mình sanh làm người tam nhân ở những cái nước như là Anh, Pháp, Mỹ, Đức rồi lại kem sầm đó, mình làm được gì thì mình có thể mình trở thành triệu phú, tại mình chế ra được những cái món mà không ai nghĩ ra mình nghĩ ra được, chứ làm sao mình có khả năng mình hành thiện mình sát ở mấy cái xứ này. Đó. Mấy cái xứ mà quốc giáo thứ thiệt mà mình ở những cái xứ như vậy rồi mình qua chưa chắc là cái ngôn ngữ của mình là mình có thể mình thông và thấu hiểu những cái điều dạy của cái vị thiền sư ở cái xứ đó, thấy không? Nó nhiều khi rất nhiều chuyện đó, thành ra khi mà mình tạo nhân cái nhân nó phải đầy đủ,
Mình đã sanh ra ở cái xứ đó, cái xứ mà mình có thể học được Phật Pháp bằng ngôn ngữ địa phương đó. Rồi khi nào mình vô mình hành thiện, có đi thiền sư mà có khả năng mình communicate với nhau bằng cái ngôn ngữ địa phương như vậy đó, thì mai ra. Chứ còn bây giờ mà cái nói một câu thông dịch viên dịch từ tiếng Anh ra tiếng Miến Điện cho ông kia ngược lại cứ làm vậy thôi, chứ tam sao thì thất bổn, mà tam sao thất bổn thì mình cũng tiêu luôn, thấy không? Thành ra phải làm cho nó đúng theo cái tiêu chuẩn của nó, đừng từng về Nam. Khi mà mình vô ni sổ nó sẽ ca rá rồi đó, mình phải có thâm ma nú thâm má và tị bạch tị, tức là phải hành từng tự những cái pháp đó, chứ mình nhảy không được. Thường thường bây giờ mình cũng thích nhảy rồi vậy đó, nó nhảy nghe thiền sư ông sư nào giỏi hành tháng là có thể thấy kết quả liền, là mình nhào vô, mình đừng hy vọng, mình phải biết khả năng của mình. Nếu mình dễ vậy thôi, chứ Đức Phật đâu có, với trí tuệ của Đức Phật ngài đâu có không đâu, ngài đi 45 năm trường để ngài thuyết tới 82.000 bài pháp cho mình hả? Thấy không? Nó mình đừng có nghĩ là bộ Đức Phật không biết sao, Đức Phật cũng biết cỡ mình cỡ nào, thành ra ngài mới đi ngài thuyết tới thuyết lui. Ví dụ như nội bài kinh tứ niệm xứ không á, là trong cái tăng chi đó, hay trong tương ưng như tương ưng niệm xứ đó, 51 bài kinh tất cả liên quan tới thiền tứ niệm xứ không mà thôi. Đó. Mình vô mình đọc đó coi mình hiểu chưa chắc, nếu không có chú giải nó đủ cái góc cảnh đó, đủ góc cảnh đó. Thành ra nổi cái đó không mà đủ thấy là tóc bạc rồi. Mà giờ thì giống như sư Đức Tông mà đọc cái đó là tóc nó rụng chứ không bạc đi, không bạc nổi nữa rồi, hay nó trắng quá rồi rụng rồi nó, tóc nó rớt tóc nó rớt xuống nhiều hơn là tóc nó còn trên đầu rồi. Mà chưa thấy gì ở đây thì ở đâu nó chuyện chơi không không có thà nhá. Dạ xà thứ kính ơn mà Lữ Tông. Thật sự là như vậy, rất là khó, không phải là dễ làm cái này. Nhưng mà con được biết một số vị người ta nói là giờ là không cần học à, mình nói học khó quá, vô học quẩn xứ với để này kia nó nhức cái đầu quá. Giờ họ vô pháp hành à, họ vô pháp hành thì khi người ta nói người ta vô pháp hành là người ta cũng đang học trong đó luôn. Thì vấn đề này mình nên hiểu như thế nào, ví dụ như người ta đang hành cái thì những cảm thọ nó phát sinh như thế nào, người ta coi như là đang học đó. Nên khi mà mình ra cái người ta nghe người khác nói về cảm thọ này thì người ta hiểu liền, hoặc là người ta hành những người ta thấy những cái tâm mình sanh khởi như thế nào, để bắt được cái tâm đó thì khi ra mình nói về pháp học thì người ta nghe người ta hiểu liền. Thì như vậy người ta nói là không cần học, để vô hành, tức là người ta đang học luôn, vừa hành mà vừa học, vừa hành vừa học. Cũng giống như mà về âm nhạc đó nha, mình thấy có một số vị ta không cần học lý thuyết, không cần biết về nhịp, biết về hòa âm, biết về cấu trúc âm nhạc, người ta vẫn chơi nhạc hay như thường, vẫn giỏi như thường. Thì vấn đề này người ta nói là không cần học mà vẫn có thể thành tựu được những cái quả vị cao. Thì con cũng thỉnh sư Quan Hiển giải thích cái vấn đề mà nói là có cái học đâu như thế nào ạ. Dạ con thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Không cần học với điều kiện quý vị thì sanh ra làm Úc Cái Tị Tinh Nhu ha, và sanh vào thời có Đức Phật cả. Còn bây giờ mà nói không học mà hành á, nghĩa là cái gì đó là nên đi theo cái Hoài Linh đi, đi theo Hoài Linh coi một kiếm tiền dễ hơn á. Bởi vì cái chuyện đó là chuyện thứ lâm á. Bởi vì cái trong cái bốn cái pháp mà gọi là sổ ta bạch tỳ văn khá đó, thứ nhất là gặp bậc thiện trí, thứ hai là nghe pháp từ bậc thiện trí đó, thứ ba là vô ni sổ manasikara tức là có khả năng quan sát, và thứ tư là tâm manu tham ma bạch tỳ bạch tỳ, đó là sổ ta bạch tỳ văn khá, tức là bốn cái chi đó là tối thiểu để có thể đắc được sơ quả. Mà nó không học là sao đó. Nói không học lấy gì vô ni sổ, không học thì chỉ có vô cửa sổ làm gì mà vô ni sổ được, thấy không? Nó hiểu cái chuyện đó chứ. Thứ nhất, cái thứ hai đó, quý vị nên nhớ cái mà mình đang học đang có ở đây đó là thành quả của 4A tăng kỳ 100.000 đại kiếp đó. Quý vị nên nhớ cái thành quả của một cái vị mà phải đầu tư cuộc sống mình kể từ ngày được thọ ký là 4A tăng kỳ 100.000 đại kiếp, mà bộ mình tưởng là dễ à?
Wow, bữa nay có kinh thường chứ. Ngay cả vào thời Đức Phật đó, chúng tôi nói vào thời Đức Phật đó, cho những người nào bây giờ hay nguyện gặp Phật á, mỗi ngày ngày đi trì bình cũng như hàng ngàn chư vị tứ thánh ấy, chứ không phải đừng nói hàng ngàn gì, ngày nào cũng đi trì đấy, có bao nhiêu người đắc đâu. Đắc là đều phải nghe hết á, nghe tức là học, nhưng mà vì những cái gì đó là trời cũng có thể tinh nhu hoặc biết chị tinh nhu rồi đó, chứ còn không thì đó mình cứ cái đệ bát là xong. Đức Phật hay là các vị thánh tăng ngó mình cười chứ, bởi vì mấy cái gì đó đâu nói lời vô ích, nói ra mình không có được cái gì hết, họ đâu nói anh chị, thấy không? Mình cứ nhìn nó thì mình biết à, chứ đâu phải ấy đâu. Đó. Đức Phật đi ra 45 năm trường của Ngài đó, Ngài thuyết, Ngài nào Ngài đó là chính miệng, chính cái kim khẩu của Ngài nói ra những cái bà pháp đó, mà đâu phải ai nghe cũng đắc đâu. Đến nỗi là nội cái gì không là mình biết mình cái phước mình lớn cỡ nào. Ngày nào đó buổi sáng một lần một tiền một lần, Ngài dùng cái dòng trí của Ngài để quét cái vũ trụ này coi ai có người hữu duyên nên tế độ đó. Mà lúc đó thì huynh mi lần đá này với tôi với chúng tôi đó chắc là đang học người nhái gì đâu, lặn sâu lắm, Ngài quét không trúng rồi, thấy không? Thì hỏi mình cỡ nào. Vậy làm dâu quét đâu mà trúng được đó, không có trúng ra giờ này vẫn ngồi chờ, vẫn ngồi tiếp tục tung nháp nữa là chưa hối hận, vẫn còn tiếp tục nháp như thường. Rồi quý vị nên nhớ phải gặp bậc sanh làm người đã khó, gặp được Phật pháp là khó, mà gặp được Đức Phật nữa thôi chứ, mà mình Ngài dùng nhẫn trí Ngài quét như vậy mà không biết. Không phải mình tôi với sư với kinh Mi Lan Đá đâu, ngày kia chắc xin lỗi các bậc cao tôn hiền giả trong này chắc cũng có quý vị luôn đó, quét không giờ vẫn còn lang thang ba cõi sáu đường là vậy đó. Đó là lỗi tại mình chứ không có lỗi tại ai, đó đều bây giờ gặp Phật pháp thì thôi đang học đi để mai kia nó khá hơn chút. Nam mô Bích Thầy và kinh bạch chư tôn hiền giả, kinh thưa chư cận sinh năng quý tử trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sanh do sự pháp thoại ngày hôm nay xin hãy là mỗi dành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cận sinh năng của sinh nữ có được cơ hội đi chấm dứt được ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Phá hoa tu sập bà măng khả lăng đắc hành tu sập bà đề quá ta sập bà vô thà nú phá quê ná sà đà sò thi phá hoành tu tê phá hoa tu sập bà măng khả lăng đắc hành tu sập bà đề quá ta sập bà thầm à nú phá quê ná sà đà sò thi phá hoành tu tê phá hoa tu sập bà măng khả lăng đắc hành tu sập bà đề quá ta sập bà sẵn khả nú phá quê ná sà đà sò thi phá hoành tu tê. Nam mô Bích Thầy Giá, nam mô Tham Mà Giá, nam mô Sáng Khai Giá, nam mô Rất Tà Nát Thầy Sa Sa. Thầy cha Bích Đại cha MC rồi hồi hướng phước báo xong rồi đóng rụng. Nam mô Bích Thầy Giá.